như cho Giang giật trưởng thành tiếp, vẽ ra cao cấp thiên họa, bị 13 nhà tộc đạt được, 13 nhà tộc hậu đại cũng sẽ thu ích vô tận. Tội đảo nhất định phải hủy diệt, y thiền giám thì tội đảo cũng là vì nghĩ biện pháp hủy diệt tội đảo, sở dĩ. Không có khả năng để một tên có thể trở thành họa đế người sống sót xuống dưới. Người tới, truyền lệnh người tội ma tiểu đội, nghĩ hết tất cả biện pháp chu sát y phiêu phiêu. Khi tất yếu coi như bại lộ cũng không quan trọng, phó đế thành nội, vũ nghịch quát khẽ, vũ nghịch phụ trách sự tình tương đối nhiều, không chỉ có phụng mệnh giám thị Đông Hoàng Đại Lục, còn giám thị toàn bộ vũ gia trong địa bàn nhất cử nhất động, hắn nhận được tin tức về sau, không có chút gì do dự hạ lệnh. Tà đế thành, thú đế thành, huyền đế thành, ngoại trừ y thiền bên ngoài, còn lại bát đế gia tộc trưởng lão phân biệt hạ đạt ám sát y phiêu phiêu mệnh lệnh, cửu đế gia tộc khống chế rất nhiều tiềm phục tại tội đảo thương hội, cũng mang vào rất nhiều tử sĩ. Những này tử sĩ tác dụng rất đơn giản đánh giết 13 nhà tộc tiềm lực con em, nghĩ biện pháp gây nên 13 nhà tộc mâu thuẫn, hoặc là phá hư cửu long chu thần đại trận vân vân. Giang giật tại thần tứ thành không sai, thành nội không cho phép động võ cũng không sai, nhưng cái gì gọi là tử sĩ bọn hắn đều chuẩn bị đi chịu chết, kia làm cái gì cũng sẽ không có điều cố kỵ, chỉ cần có phù hợp thời cơ, liền có thể động thủ. chương 785, Bí Cảnh Ngày thứ hai, Giang giật thật sớm đứng dậy, hắn dĩ nhiên không phải một người đi ra, Hoàng Phủ Đào Thiên Tiền Vạn Quán cũng đi ra, Phượng Loan bọn người ngược lại là ở nhà không có đi loạn ba người cưới xe ngựa sang trọng, mang theo bốn tên hộ vệ, không có vào Nam Cung ra thương hội, mà là theo thương hội phía sau một đầu phố lớn ngoặt đi Nam Cung đại viện ngoài cửa lớn. Còn không có đến Nam Cung ra đại môn, một gã hộ vệ thật sớm nộp danh thiếp, Nam Cung ra ngoại môn quản sự tại xe ngựa đến lúc, đã dẫn người ở bên ngoài nghinh đón. Quản sự nhìn thấy giang giật bọn người ra, lập tức vẻ mặt tươi cười thở dài nói, Đại sư Quang Lâm, Nam Cung đại viện bồng tất sinh huy, nhà ta mộc ngư công tử đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, đại sư hoàng phủ công tử vị đại nhân này mời hoàng phủ đào thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu tiền vạn quán càng là nghiêu khí hống hống chỉ là nhìn xem cái này quản sự một chút giang giật không nói chuyện trầm mặc đi theo phía sau hai người tiền vạn quán rất đại gia đang quản sự tình dẫn đầu hạ hướng bên trong đi đến một bộ đại sư phong phạm thấy giang giật âm thầm buồn cười nam cung gia viện tử rất lớn trong cửa lớn lại là một cái quảng trường nhỏ bên trong lại có một tòa nam cung đại đế pho tượng bất quá cái này tương đối nhỏ là người bình thường hình thể. Tiền vạn quán cùng Hoàng Phủ Đào Thiên dừng bước lại, hai người cung cung kính kính đối pho tượng thật sâu cúi đầu về sau, lúc này mới tiếp tục nghiêu khí hống hống hướng bên trong đi đến. Giang giật đi theo bái một cái, cái này Nam Cung Đại Đế là thần tứ bộ lạc thần, không phải hắn 13 nhà tộc sớm đã bị diệt, bộ lạc cũng sẽ không tồn tại, như thế trên trời rơi xuống vĩ nhân bái cúi đầu là hẳn là. Quảng trường về sau là từng hàng tòa thành, có lớn có nhỏ, mọi người vòng qua trước mặt tòa thành đi Đông Việt, trọn vẹn vòng qua 50 cái nhiều cái tòa thành, quản sự mới ngừng lại được, chỉ vào một cái tòa thành đại môn nói, chư vị mời vào, đây là mộc ngư công tử mộc ngư lâu đài. Ha ha ha, sang giật bọn người còn không có đi vào, bên trong tựu truyền đến một đạo phóng khoáng tiếng cười to, mộc ngư hôm nay sáng sớm cũng cảm giác mí mắt trái nhảy dồn dập ta còn tại buồn bực hôm nay lại có chuyện gì tốt mới biết được đúng là đại sư cùng hoàng phủ điện thoại di động điều khiển quang lâm. Một người mặc màu đen cẩm bào thanh niên công tử mang theo mấy tên thị nữ đi ra, Giang giật gặp qua người này, giờ phút này khoảng cách gần nhìn thoáng qua, không nhịn được ám đạo tốt một cái cử chỉ nhanh nhẹn đẹp công tử. Công tử của đại gia tộc vì sao đều lớn lên tuấn Mỹ như thế, tà phi, phú nghịch, lục lân, hoàng phủ đào thiên đều như vậy khôi ngô, khí độ cũng đều siêu phàm tuyệt luân, đại gia tộc tiểu thư cũng đều mỹ mạo như tiên. Giang giật trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc suy nghĩ, bất quá ngẫm lại tiểu bình thường trở lại, con em đại gia tộc cưới lão bà cái nào không phải như hoa như ngọc một đời truyền một đời, gen đương nhiên tốt, đại gia tộc từ nhỏ cũng hữu lễ nghi giáo dục từ nhỏ cũng kiến thức rộng rãi tự nhiên khí độ bất phàm vị này là nam cung mộc ngư nhìn thấy giang giật lại bị tiền vạn quán mang theo vào đây những hộ về kia lại ở lại bên ngoài có chút hiếu kỳ mà hỏi tiền vạn quán cười lớn một tiếng nói mộc ngư công tử vị này là huynh đệ của ta họ giang tiểu giang còn không bái kiến mộc ngư công tử giang giật vội vàng cung kính chắp tay hành lễ nói gặp qua mộc ngư công tử giang huynh khách khí Giang giật vô dụng huyến nguyệt thạch, bất quá dùng dịch hình đan cải biến thoáng cái ngoại hình, nhìn rất là bình thường, nam cung mộc ngư cười gật đầu không có quá nhiều để ý, thân thiết lôi kéo tiền vạn quán cùng hoàng phủ đào thiên tay hướng bên trong đi đến, vừa đi còn một bên cười nói, đại sư, hoàng phủ đại ca, trước mấy ngày ta lấy được một chút tốt nhất phượng linh diệp, hai vị hảo hảo phẩm nhất phẩm. Ha ha ha, mộc ngư công tử quá khách khí, Phượng Linh Diệp tựa như là lục hồ đảo đặc sản một năm chỉ có thể sinh một cân hoàng phủ đại ca, chúng ta ngược lại là có phúc lớn A. Tiền vạn quán nhách miệng cười to, hắn xem ra vì thay thế y phiêu phiêu cái danh hiệu này làm đủ giờ tụng niệm, đối thần tứ bộ lạc lá chả cũng có nghiên cứu hoàng phủ đào thiên ngược lại là một mực trầm mặc không nói, trừ phi nam cung mộc ngư hỏi thăm, mới thuận miệng trở về vài câu. Tiến vào bên trong vẫn như cũng như thế, giang giật cùng hoàng phủ đào thiên một mực trầm mặc không nói, đều là tiền vạn quán cùng nam cung mộc ngư đang nói không có chút nào dinh dưỡng nghe được giang giật một trận nhức cả trứng cũng âm thầm may mắn may mắn để tiền vạn quán thay thế chính mình nếu không không ngừng ra xã giao đây chính là muốn hắn mạng nhỏ trà là trà ngon mùi thơm thấm người tì phổi một bình trà thấy đáy giang giật cũng có chút không kiên nhẫn được nữa không lưu ngân dấu vết cùng tiền vạn quán nháy mắt ra dấu cái sau ngầm hiểu giả bộ như không thèm để ý mà hỏi đúng rồi mộc ngư công tử mấy tháng trước huynh đệ của ta giang áo cùng các ngươi ra một vị tiểu thư từng có gặp mặt một lần, vị tiểu thư kia còn đã cứu ta huynh đệ một mạng, có thể hay không mời đi ra để cho chúng ta tự mình tạ ơn một phen. Tiểu thư, Nam Cung Mộc Ngư có chút kinh ngạc, hỏi, không biết đại sư nhưng biết tên của người này ngươi cũng biết. Nhà chúng ta người tương đối nhiều, tiền vạn quán hướng giang giật nhìn một cái, giải thích nói, giống như gọi Nam Cung khinh Linh. khinh Linh tỷ Nam Cung Mộc Ngư nở nụ cười khổ, có chút khó khăn nói ra, có thể muốn để đại sư thất vọng, khinh linh tỷ là vị vong nhân chi thân, giờ phút này còn tại túc trực bên linh cứu dưới bụi bên trong, theo tộc quy trong vòng 2 năm là không thể đơn độc cùng ngoại nhân gặp mặt, chư vị như muốn gặp nàng, cần một năm lẻ 7 tháng sau. Đây là gia phụ tự mình hạ lệnh, khinh linh tỷ giờ phút này cũng tại hậu viện tụng Phật giới trong phòng. a à, cái kia ngược lại là đáng tiếc, về sau có cơ hội tại ở trước mặt cùng nàng bái tạ đi. Tiền vạn quán như không việc nhẹ gật đầu, xóa khai chủ đề, Giang giật lại lông mày một đám, hắn cảm giác việc này có chút quỷ dị. Coi như Linh Đang tỷ là quả phụ chi thân, không đơn độc gặp người ngoài, nhưng Tiền Vạn quán thế nhưng là mang một cái họa đế thân phận, Nam cung muốn lôi kéo Tiền Vạn quán, kia ước gì hắn cùng Linh Đang tỷ có chút liên quan mới đúng a, à, vì sao gặp mặt đều không cho gặp. Nhớ tới lui về Tử Hồn Linh, Giang giật nội tâm càng lo lắng, Linh Đang tỷ khẳng định xảy ra vấn đề, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bất quá đây là Nam cung ra việc nhà bọn hắn không muốn nói giang giật cũng không có cách, luôn không khả năng tại Nam Cung ra làm loạn A à chọc giận Nam Cung Vân Nghĩa, hắn đoán chừng một bàn tay có thể chụp chết mọi người. Nói chuyện phía một phen, giang giật ra hiệu tiền vạn quán cáo từ, tiền vạn quán vốn có ý tưởng hỏi một chút bí cảnh sự tình, để Nam Cung Mộc Ngư cho cái lệnh bài, miễn phí tiến vào cái gì, nhưng bị giang giật sớm truyền âm quát bảo ngưng lại. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Nam Cung ra bí cảnh. Tiến vào một lần một canh giờ muốn một tỷ thiên thạch, mặc dù rất đắt, nhưng Giang Giật có một khối vinh dự lệnh bài, có thể nửa giá, lại nói hắn lại không kém thiên thạch, không được tranh mấy tấm tranh là được rồi. Cáo biệt Nam Cung Mộc Ngư, Giang Giật bọn người thẳng đến Nam Cung ra thương hội. Tiến vào thương hội về sau, Hoàng Phủ Đào Thiên mang theo mọi người trực tiếp lên lầu 2, một tên quản sự cũng rất nhanh tiến lên đón, thật xa tổ chắp tay nói, Đại sư, Hoàng Phủ Công Tử, chư vị đại nhân tốt. Đi bí cảnh, Hoàng Phủ Đào Thiên vung tay lên, quản sự vội vàng dẫn đường, Giang Giật lại hiếu kỳ truyền âm hỏi, Hoàng Phủ Đại Ca, bí cảnh ở đâu chẳng lẽ ngay tại tầng 2? Tự nhiên không phải, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hoàng Phủ Đào Thiên cười thần bí, kia quản sự mang theo mọi người ngoặt vào trong một cái đại điện, giang giật tiến vào quét qua bừng tỉnh đại ngộ, bên trong có một cái truyền tống trận. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng truyền âm bàn giao, bí tịch này là tại một cái kỳ lạ trong không gian, đợi lát nữa ngươi truyền tống vào đi không muốn ngạc nhiên, chuyên tâm tìm địa phương ngồi xếp bằng cảm ngộ là được, bên trong là tuyệt đối an toàn, yên tâm chương 786, phong lực lực lượng hủy diệt. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, tiền vạn quán trong tay vinh quang lệnh bài vừa hiệt, liền muốn cho 500 triệu thiên thạch, nào biết quản sự cười cười nói ra, ta ra công tử nói, nếu là đại sư bọn người phải vào bí cảnh, lần thứ nhất miễn phí, mà lại tùy ý ở bên trong ngốc bao lâu đều được. Kia thay ta đa tạ ngươi ra công tử, tiền vạn quán nhẹ gật đầu, Giang giật hướng truyền tống trận đi đến, tiền vạn quán quay đầu hướng Hoàng Phủ Đào Thiên nhìn thoáng qua, truyền âm hỏi đào thiên người có muốn hay không vào xem tiền vạn quán chính mình luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ tiến vào không có chút ý nghĩa nào mặc dù xem tình huống lần thứ nhất ba người đi vào cũng sẽ không muốn tiền hắn cũng cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt không đi ta trước kia đi vào qua bên trong bí cảnh đối ta vô dụng hoàng phủ đào thiên lắc đầu sau đó thần thần bí bí truyền âm cho giang giật nói giang huynh đệ người như ở bên trong chịu không được có thể lập tức theo trong truyền tống trận ra kia truyền tống trận rót vào nguyên lực liền có thể truyền tống. Chịu không được, Giang giật nhướng mày, bên trong không phải nói không có nguy hiểm không làm sao lại chịu không được. Ông, quản sự xác định chỉ có Giang giật một người trở ra, làm người ta mở ra truyền tống trận, Giang giật thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận, tiền vạn quán cùng Hoàng Phủ Đào Thiên cũng không có ở cái này làm các loại, đang quản sự tình cùng đi tại thương hội đi dạo, lưu lại một gã hộ vệ chờ lấy Giang giật ra. Ông, Giang giật cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, hắn đột nhiên đi tới một cái kỳ dị thế giới, đây là một phương tiểu thế giới, tựa như thiên quân mộ cùng huyền đế cung nội kỳ dị không gian. Đập vào mắt là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, nơi xa ánh tà dương đỏ quạch như máu, khắp nơi đều là một mảnh hoang mạc, phía dưới có một tòa cổ xưa phế tích, giang giật đứng tại một cái lơ lửng trên tảng đá, bầu trời xa xăm cũng có lơ lửng thạch đầu, ít nhất có mấy trăm cái, giờ phút này rất nhiều trên tảng đá cũng ngồi xếp bằng có người, trên tảng đá đều có trong suốt phòng bảo hộ, giang giật không cần đi dò xét đều biết, cái này vòng bảo hộ khẳng định không có cách nào đánh vỡ. Hắn đi ra truyền tống trận, đứng tại thạch đầu biên giới chỗ, trông về phía xa lấy xa xa tàn dương, có chút hiếu kỳ nơi này là chỗ nào nơi này có ẩn chứa dạng gì đạo vận. Hoang sơn, giã lính, đại mạc, cát vàng, tàn canh, bức tường đổ. Đây chính là giang giật có khả năng nhìn thấy cảnh tượng, bốn phía không có một cái cây, một gốc thảo, không có bất kỳ cái gì có sinh mệnh đồ vật, phía dưới phía tích cũng không có một gian hoàn chỉnh phòng ở, khắp nơi rách nát khắp trốn khí tượng, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Giang giật nhìn ra ngoài một hồi, xếp bằng ở trên tảng đá, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ứng tình huống chung quanh. Cảm ứng một phen, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đạo vật, xa xa trên đá lớn bạch quang có chút sáng lên, bên trong ngồi xếp bằng một người biến mất tại thạch trong hộ cháo, hiển nhiên thời gian đã đến, bị tự động truyền tống đi. Hô hô, đột nhiên, bên ngoài gió nổi lên, cuốn lên đầy trời cát vàng, để khắp nơi càng thêm thê lương, càng xa xôi một đạo vòi rồng phong quyển lấy vô tận cát vàng chậm rãi bay tới phía tây tàn dương đều bị vòi rồng cũng che đậy bốn phía một mảnh lờ mờ ô ô một cỗ như có như không thanh âm từ vòi rồng bên trong truyền đến như khóc như tố nghe người khó chịu dị thường giang giật bừng tỉnh đại ngộ hoàng phủ đào thiên nói chịu không được tình cảm là thanh âm này a à. đây là thần tiếng khóc giang giật trong lòng nghi hoặc tinh tế đi cảm ứng linh hồn nhưng cũng không có cảm giác có năng lực công kích linh hồn tựa hồ thanh âm này bản thân liền là khó nghe mà thôi. Tiếng gió càng lúc càng lớn, giang giật sau lưng ngàn trượng bên ngoài một người không chống nổi, quay người tiến vào truyền tống trận truyền tống đi, giang giật ngược lại là không quan trọng, thanh âm này mặc dù làm người ta buồn nôn, toàn thân không thoải mái, nhưng hắn vẫn có thể kiên trì. Phong hệ đạo văn cũng có thể sinh ra công kích linh hồn đây là phong hệ cái gì đạo văn. Giang giật nhìn qua xa xa vòi rồng âm thầm sinh nghi, gió có thể sinh ra tiếng gió, thanh âm có thể làm người không thoải mái, làm người ta tinh thần buôn hội, đây cũng là một loại công kích linh hồn. Ừm, cẩn thận cảm ứng thoáng cái, thôi diễn một phen, nhìn xem có thể hay không cảm ngộ mộ một cái phong hệ trung giai thượng giai đạo văn. Giang giật cố nén loại kia cực kỳ cảm giác khó chịu, tinh tế đi cảm ứng tiếng gió, đi cảm ứng kia vòi rồng, cảm ứng khắp nơi hết thảy. Đáng tiếc, mấy canh giờ đi qua, hắn không thu hoạch được gì, đạo văn cũng không phải tùy ý có thể cảm ngộ ra, bí cảnh bên trong mặc dù có thể lại càng dễ cảm ngộ đạo văn, nhưng người không có cái cơ duyên này, không có bắt lấy cái nào đó thời cơ, đồng dạng chỉ có thể nhập bảo sơn mà tay không về. Long quyển gió đang khắp nơi càn quấy, cát vàng đánh thạch đầu vòng bảo hộ bên trên phanh phanh rung động, cũng làm cho phía dưới vốn là rách nát phế tích càng thêm tàn phá, rất nhiều phòng ở trong cuồng phong ẩm vang sụp đổ, cuồng phong cũng đem trên mặt đất khô thụ ra cuốn lên, đem mặt đất cuốn đến trụi lùi, rất là xấu xí. Ô ô ô, Long quyển còn không có dựa đi tới, bất quá coi như dựa đi tới, cũng sẽ không phá mất phòng bảo hộ, ở bên trong tự nhiên là an toàn chỉ là thanh âm càng ngày càng vang coi như giang giật đóng lại giác quan thứ sáu đồng dạng có thể vang lên tại linh hồn hắn bên trong dị thường khó chịu buồn nôn có loại nôn mửa xúc động lần nữa đi qua hai canh giờ giang giật bất đắc dĩ mở to mắt thở dài ai xem ra vẫn là cơ duyên không đủ bên ngoài trời sắp tối rồi a à vạn quán bọn hắn cũng trở lấy sốt ruột nếu không lần sau lại đến lĩnh hội lúc đầu vào đây một lần chỉ có một canh giờ Giang giật ở bên trong chờ đợi năm sáu canh giờ vẫn là không thu hoạch được gì, vậy khẳng định là cùng cái này bí cảnh không có duyên phận. Phải biết hắn tại Lôi Sơn phía dưới, thế nhưng là đêm thứ nhất tự cảm ứng được bên trong truyền đến đạo vận. Đạo văn cảm ngộ, không có khả năng cưỡng cầu, cưỡng cầu cũng vô dụng. Sở dĩ Giang giật chuẩn bị từ bỏ, hắn đứng dậy nhìn qua nơi xa như một đầu thông thiên như cự long vòi rồng, nhìn qua cuồng phong càn quấy lấy toàn bộ hoang nguyên, ám đạo nếu không có thanh âm này nhìn xem hình tượng này ngược lại là cũng đâm thẳng kích thích dầm 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 lại một chỗ kiến trúc bị cuồng phong thổi đến sụp đổ rất nhiều gạch ngói bị cuốn lên giữa không trung giang giật lắc đầu cười khổ cứ việc vòi rồng tựa hồ sẽ không áp vào thành nội đến nhưng giống như không ngừng có vòi rồng lên cái này to lớn thành trì sẽ triệt để biến thành phế tích đi phế tích hủy diệt phong lực giang giật nhìn một chút đột nhiên con mắt mê mang thanh âm kia mặc dù càng lúc càng lớn nhưng hắn lại hoàn toàn không rảnh để ý sau một lát hắn vỗ ót một cái kinh hô lên, sai, đến nơi này ta một mực tiến vào chỗ nhầm lẫn, đi truy tầm thanh âm này cảm mộ phong hệ cao cấp đạo văn, đây không phải ta vào đây dự tính ban đầu, ta vào đây là vì dung hợp thượng giai đạo văn A. Không sai, phong lực cũng có thể hủy diệt hết thảy, phong lực cùng lực lượng hủy diệt là có thể dung hợp, như hai loại đạo văn có thể dung hợp, vậy ta để thất loại đạo văn liền có thể đơn giản dung hợp. Giang giật lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hoàn toàn liều lĩnh, tới suy đoán phong lực cùng lực lượng hủy diệt dung hợp khả năng, đi từng bước xác minh ý nghĩ trong lòng cùng thôi diễn, nếm thử đem phong lực dung hợp đi vào. Tại thần tứ hải bên trong, Giang giật quan sát Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Thanh Long hai người giao chiến, đem lôi chi lực, hỏa chi lực, lực lượng hủy diệt, quang minh chi lực, hắc ám chi lực, sinh mệnh chi lực dung hợp ở cùng nhau, giờ phút này nếu có thể canh chừng chi lực cũng dung hợp đi vào, vậy liền chỉ còn lại hai loại đạo văn. Các loại chờ đem kim chi lực cùng thổ chi lực cũng triệt để dung hợp, vậy cái này thượng giai đạo văn tựu đại thành. chương 787, thân phận bại lộ, trời đã tối rồi, lão đại tại sao vẫn chưa ra. Nam cung gia thương hội một cái bên trong cung điện nhỏ, tiền vạn quán cùng hoàng phủ đào thiên ngồi uống trà, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thấy bên ngoài một mảnh quạnh quẽ, tiền vạn quán có chút cuống lên, ánh mắt nhìn về phía hoàng phủ đào thiên hỏi, đào thiên đại ca, sẽ không có chuyện gì chứ. Ha ha, hoàng phủ đào thiên cười nhạt một cái nói, không có việc gì, cho dù có sự tình cũng là chuyện tốt, Giang huynh đệ linh hồn cường độ rất không tệ, bí cảnh bên trong quỷ âm còn không gây thương tổn được hắn, hắn rất có thể là có rõ ràng cảm ngộ, ngươi có việc nếu không ngươi đi trước tốt, ta tại bực này hắn là được. Tiền vạn quán hoàn toàn chính xác có việc, hắn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, kia đào thiên đại ca ngươi tại cái này an tọa ta đi trước từ đồ tiểu trúc một chuyến, trễ trúc ta đến tìm các ngươi, tối nay nhất niệm tiểu thư mời ta đi tham gia yến hội, ta nếu không đi luôn luôn không tốt. Ngươi đi đi, hoàng phủ đào thiên khoát tay áo nghĩ nghĩ đột nhiên truyền âm nói vạn quán ta cảm thấy ngươi vẫn là rời đi tư đồ nhất niệm xa một chút tốt cô nàng kia là cái hồ ly tinh bình thường tiếp xúc với hắn nam tử đều sẽ bị hắn mê đến tìm không thấy phương hướng ngươi như rơi vào đi cuối cùng thụ thương chỉ có thể là ngươi tiền vạn quán ánh mắt tối sầm lại nhẹ gật đầu mang theo mấy tên hộ về kia đi ra ngoài đang đi ra tiểu điện một khắc này trong đôi mắt lại trở nên lửa nóng hoàng phủ đào thiên lắc đầu cười khổ xem ra hắn đã nói đã muộn cái này tiền vạn quán đã say mê tư đồ nhất nghiệp. Nghĩ lại nghĩ đến, tư đồ ra tiểu thư kia thủ đoạn, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng liền bình thường trở lại, đại gia tộc tiểu thư từ nhỏ đều sẽ tiếp nhận các loại thông đồng nam tử huấn luyện, như tư đồ nhất niệm hữu tâm thông đồng tiền vạn quán, tùy ý sử xuất một chút thủ đoạn, tiền vạn quán tuyệt đối sẽ mê đến tìm không thấy Nam Bắc. Đại gia tộc tiểu thư, một mực là đại gia tộc hấp dẫn thanh niên Tuấn Kiệt, lôi kéo người mới thủ đoạn một trong, những này tiểu thư đều là hồ ly tinh, có thể đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Các nàng chưa từng hội biểu lộ chính mình chân thực ý nghĩ, cũng sẽ không để ngươi đắc thủ, chỉ là cùng ngươi chơi trò mập mờ, dù tổ tại một đám nam tử ở giữa. Cuối cùng muốn gả cho ai, các nàng nói cũng không tính, gia tộc trưởng lão bọn họ hội phân tích cùng ai thông ra, gia tộc có thể được đến lợi ích lớn nhất mới có thể cuối cùng quyết định xuất giá. Tiền vạn quán cũng coi như gặp qua cảnh tượng hoành tráng, gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng tư đồ nhất niệm chân tâm nghĩ thông đồng hắn quá đơn giản, vài phút có thể làm cho hắn thần phục tại nàng dưới gấu quần. Như tiền vạn quán là thật y phiêu phiêu đại sư, có lẽ việc này còn có trò vui, nhưng hắn không phải, sở dĩ hắn say mê tư đổ nhất nghiệp, cuối cùng sẽ rất bi kịch. Xem ra việc này muốn cùng Giang huynh đệ nói một chút, thừa dịp vạn quán còn nhập trò vui chưa sâu, đem hắn trong lòng tình niệm chặt đứt, nếu không càng lún càng sâu, cuối cùng. Hắn sẽ cùng ta cũng như thế thống khổ cả đời. Hoàng phủ đào thiên nặng nề thở dài, đem trong miệng nước trà uống xong, xếp bằng ở bên trong cung điện nhỏ nhập định. Ông, hơn một canh giờ về sau, Hoàng Phủ Đào Thiên đôi mắt đột nhiên mở ra, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhanh chân đi ra phía ngoài, quả nhiên ở bên cạnh một cái bên trong cung điện nhỏ, nhìn thấy Giang giật truyền tống ra. Hắn truyền âm qua, thế nào Giang huynh đệ nhưng có thu hoạch. Hắc hắc, Giang giật nhếch miệng cười một tiếng gật đầu, truyền âm nói, xem như có một ít tiểu thu hoạch đi, lại dung hợp một loại đạo văn, còn kém hai gieo xuống dài đạo văn, trên mặt ta giai đạo văn tựu đại thành. Ha ha ha, Hoàng Phủ Đào Thiên cười to hai tiếng, gật đầu truyền âm nói, quả nhiên là kỳ tài, ta rất chờ mong Giang huynh đệ thượng giai đạo văn đại thành này, không biết sẽ là mấy sao đạo văn. Giang giật hướng ra phía ngoài quét qua, nhìn thấy ngoài cửa sổ trời tối, hơi nghi hoặc một chút truyền âm hỏi, vạn quán trở về. Không có đâu, Hoàng Phủ Đào Thiên sắc mặt trầm xuống. Nghiêm mặt truyền âm nói, hắn đi gặp tư đồ nhất nghiệp, Giang huynh đệ, nếu có thời gian khuyên nhủ vạn quán, về sau vẫn là ít đi tư đồ tiểu trúc đi. Ừm, Giang giật cũng minh bạch đạo lý này, cùng Hoàng Phủ Đào Thiên sóng vai đi ra phía ngoài, hai người đi ra Nam Cung ra thương hội, nhìn qua bên ngoài xào sạc đại tỷ, trống rỗng quảng trường, Giang giật dừng lại bước chân. Hắn hướng tư đồ ra tòa thành phương hướng nhìn một cái, con người lấp lóe vài vòng nói, Hoàng Phủ Đại ca, nếu không chúng ta đi tư đồ tiểu trúc đi xem một chút. Tiền vạn quán là Giang giật huynh đệ, hắn tự nhiên không muốn để cho hắn bị một điểm tổn thương, tiền vạn quán trước kia chưa bao giờ nghiêm túc nói qua yêu đương, rất có thể lần thứ nhất động tình, Giang giật rất là lo lắng hắn, muốn đi quan sát một chút tình huống, nhìn xem khuyên như thế nào nói tiền vạn quán. Tốt kha à, Hoàng Phủ Đào Thiên Bản căm ghét nhất cùng tứ đại gia tộc người liên hệ, nhưng Giang giật mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt, dù sao hắn nhưng là nhận định 10 năm này bên trong Giang giật là hắn chủ tử. Hộ vệ đều đi theo tiền vạn quán đi, hai người cũng không ngựa xe, tự đi bộ hướng từ đồ ra tòa thành đi đến, trên quảng trường thỉnh thoảng đi qua tuần tra thành vệ quân, nhưng nhìn thấy Hoàng Phủ Đào Thiên không ai dám tới tra hỏi, thậm chí cũng không dám tới gần, sợ chọc giận cái tên điên này. Tư đồ ra tòa thành quần, giống nhau là tại thần tứ quảng trường tư đồ thương hội đằng sau, hai người đi tới ngoài cửa viện, người gác cổng thật xa liền thấy Hoàng Phủ Đào Thiên đi vào thông báo, một tên ngoại môn quản sự nhanh chóng ra đón, chắp tay nói, Hoàng Phủ công tử đại giá Quang Lâm. Không có từ xa tiếp đón, ta đã làm người ta truyền báo một phiếu công tử cùng nhất niệm tiểu thư, mau mau mời đến. Bởi vì Giang Giật là đi tại Hoàng Phủ Đào Thiên phía sau, sở dĩ kia quản sự cũng không có đặc biệt để ý, chỉ là hướng hắn mỉm cười gật đầu, cũng coi là rất cho mặt mũi. Hoàng Phủ Đào Thiên kêu căng nhẹ gật đầu, mang theo Giang Giật trực tiếp hướng bên trong đi đến, quản sự một mặt nịnh nọt ý cười cho hai người dẫn đường, từ đầu ra bên trong cũng là một mảnh tòa thành, lượn quanh đến Giang Giật đầu váng mắt hoa, trọn vẹn thời gian một nén nhang, quản sự mới chỉ về đằng trước một cái lâu đài nhỏ nói ra, Hoàng Phủ Công Tử, tư đồ tiểu trúc đến. Hoàng phủ đào thiên tới qua nơi này nhiều lần, tự nhiên rất rõ ràng, hờ hững nhẹ gật đầu, còn không có tới gần tòa thành đại môn, liền phát hiện bên trong đi tới hai người, tư đồ nhất tiếu các loại tư đồ nhất niệm tự mình ra nghênh tiếp. Tư đồ nhất tiếu mặc một thân màu trắng cầm bao, toàn thân để lộ ra sạch sẽ gọn gàng dáng vẻ, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, tư đồ nhất niệm tối nay mặc vào một bộ màu đen lễ phục giả hội, lộ ra một mảnh bột rõ ràng vai, vẽ lên đạm trang, một cái nhân mày một nụ cười đều rung động lòng người, để Giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên càng thêm lo lắng. Hoàng Phủ Đào Thiên cùng hai người hàn huyên vài câu, từ đồ nhất niệm nhìn thấy Hoàng Phủ Đào Thiên mang theo Giang giật vào đây, trong mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, đưa tình ẩn tình nhìn Giang giật một cái nói, Hoàng Phủ Đại ca, không vì chúng ta giới thiệu một chút đồng bạn của ngươi sao. Đây là đại sư một người bạn, Hoàng Phủ Đào Thiên biết rõ Giang giật không thích cao điệu, tùy ý nói một câu, liền họ đều không có nâng, Tư đồ nhất niệm nhưng như cũ cười nhẹ nhàng cùng Giang giật nhẹ gật đầu, không hổ là đóa hoa giao tiếp. Từ đồ nhất tiếu cũng hướng Giang giật nhẹ gật đầu, mang theo hai người tiến vào, từ đồ tiểu trúc trang trí rất không tệ, cũng không thấy xa hoa, ngược lại khắp nơi để lộ ra một loại lịch sự tao nhã quý khí cảm giác, từ đồ nhất niệm phẩm vị rất cao, để Giang giật loại này đồ nhà quê mở rộng tầm mắt. Mọi người tiến vào một cái đại điện, từ đồ nhất tiếu đi vào tựu cười to nói ra, ha ha ha, chư vị, để chúng ta hoan nghênh Hoàng Phủ điện thoại di động điều khiển Quang Lâm. Giang giật đi theo Hoàng Phủ Đào Thiên đi vào quét qua, sắc mặt thoáng cái thay đổi, bởi vì lôi kỳ viêm cùng lục lân lục vũ lại đều tại, 13 nhà tộc rất nhiều công tử tiểu thư cũng đều ở bên trong. Ừ, lục lân ánh mắt tại Hoàng Phủ Đào Thiên trên thân đảo qua, sau đó tùy ý nhìn thoáng qua Giang giật, còn người hiện lên một tia kinh nghi, thần trí của hắn cũng trong nháy mắt quét tới, trên thân sát khí đột nhiên tuôn trào ra, thình lình đứng dậy, chỉ vào Giang giật nói, ha ha ha, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu, tiểu tạp toái, lần này ta xem ngươi còn thế nào trốn. Mã lạc qua bích, lục lân dò xét đến linh hồn của ta khí tức. Giang giật âm thầm chửi mẹ, hắn vạn vạn không nghĩ tới lục lân lại cái này, thân phận thoáng cái bại lộ. mươi 788, quyết đấu, bá bá bá, lúc đầu rất nhiều người đều không chú ý giang giật, thoáng cái sở hữu ánh mắt đều khóa chặt hắn. Tự liền tư đổ nhất niệm cùng tư đổ nhất tiếu hướng giang giật xem ra, Hoàng Phủ Đào Thiên con người cũng thoáng cái lạnh xuống, Giang Giật cùng Lục Lân ân oán hắn biết rõ. Lục Vũ đối Giang Giật ấn tượng cũng rất sâu, mặc dù Giang Giật cải biến ngoại hình, nhưng nàng thần thức đảo qua sau cũng đứng lên, khóe miệng đều là lạnh ý, cười nhạo nói, Giang ra, đã lâu không gặp. Tiền vạn quán ngồi ở bên trong, tại thiên lôi đảo hắn cùng Lục Lân Lục Vũ không có chính diện gặp qua, hai người đối với hắn cũng ấn tượng không sâu, sở dĩ tối nay cũng không có bị phát hiện, trước khi hắn tới cũng không nghĩ tới Lục Lân cùng Lục Vũ sẽ ở, mới vừa ở nghĩ đến thế nào thoát thân, lại không nghĩ rằng Giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên tới. Ha ha, bị người xem thấu thân phận, Giang giật cũng không thèm đếm xỉa, hắn nguyên bản điệu thấp dấu ở Hoàng Phủ Đào Thiên sau lưng, giờ phút này trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, hướng phía trước bước ra một bước, cười nói, lục lân, nơi này cũng không phải nhà ngươi bạch long quần đảo, người nghĩ trong thành động thủ sao nếu ngươi muốn phá hư quy củ cứ việc động thủ, ta một cái tay có thể bóp chết ngươi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều công tử sắc mặt cũng thay đổi, rất nhiều người mặc dù không chào đón Lục Lân, nhưng nói thế nào đều là 13 nhà tộc nhân, giang giật lớn lối như thế, liền là đánh ở đây công tử tiểu thư mặt. Ha ha, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng cười, khinh thường nhìn Lục Lân một chút, lãnh đạm nói, giang công tử là đại sư huynh đệ, tại hạ là đại sư người hầu, bất kỳ người nào muốn đối phó đại sư cùng đại sư huynh đệ động thủ, Hoàng Phủ Đào Thiên không tiếc một trận chiến. Tiền vạn quán nghe được Giang Giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên, cũng thoáng cái cảm giác tức giận u lãnh nói tiếp giang ra là huynh đệ của ta ai muốn đối phó hắn chính là ta địch nhân lục lân khí thế thoáng cái yếu đi xuống tới giang giật hắn có thể coi như đánh rắm nhưng hoàng phủ đào thiên cùng tiền vạn quán nhưng lại không thể không để hắn thận trọng đối đãi nhất là hoàng phủ đào thiên cái tên điên này làm phát bực hắn nếu không chú ý hết thảy xuất thủ hôm nay lục lân tuyệt đối phải bị dơ lên trở về lục lân trầm mặc giữa sân bầu không khí thoáng cái trở nên lúng túng ngồi ở bên trái bên trên chủ vị lôi kỳ viêm lại cười mở miệng nói lục lân có cử báo cử có oán báo oán nhưng thành nội quy củ vẫn là nên ngươi cùng vị này giang ra có ân oán có thể ra khỏi thành đi hoặc là đi sân quyết đấu giải quyết đừng ở thành nội làm loạn nếu không các trưởng bối truy cứu xuống tới chúng ta đều không đảm đương nổi a à. lôi kỳ viêm thoạt nhìn như là đang đánh giảng hòa nhưng lục lân lại một lần minh bạch hắn lời nói bên trong thâm ý lục lân con người thoáng cái khóa chặt giang giật nói tiểu tạp trùng nhưng có lá gan theo ta ra khỏi thành, có lẽ đi sân quyết đấu một trận chiến đương nhiên. Ngươi nếu không phải nam nhân coi như xong, ha ha ha, Giang giật cười dài, tranh phong tương đối nói ra, ra khỏi thành cùng quyết đấu đều tốt nói, đương nhiên phải có cái tiền đề, muốn chiến ngươi cùng ta chiến, khác đừng mang một tên hộ vệ. Giang mỗ tự nhiên là đàn ông thuần gia môn, cũng không biết ngươi lục lân, là đứng đấy vẫn là ngồi xổm đi tiểu. Si, tư đồ nhất niệm cùng rất nhiều tiểu thư khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt một cái quay đầu đi, ở đây đều là đại gia tộc công tử tiểu thư, từ nhỏ cũng đều nhận qua lễ nghi giáo dục, nhưng từ sẽ không nói loại này hạ lưu. Tốt, Hoàng Phủ Đào Thiên lớn tiếng gọi tốt, trong lòng đối giang giật giơ ngón tay cái lên, cái này phản phép khích tướng dùng đến quá tốt rồi, mặc dù hắn cũng không tin tưởng giang giật chiến lực, nhưng nhìn hắn tự tin như vậy, tuyệt đối có thể đơn giản bóp chết lục lân, hắn u u nói ra quyết đấu rất công bằng. Lục công tử hẳn là so giang huynh đệ lớn tuổi một chút đi, đương nhiên sẽ không để hộ vệ xuất thủ. Lục Lân 25 tuổi, Giang Giật mới 20, một cái là con em đại gia tộc, một cái là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Giang Giật đưa ra cùng Lục Lân quyết đấu kia rất công bằng. Ở đây nhiều người như vậy Lục Lân nếu không dám xuất chiến, có lẽ để bản thân hộ vệ xuất chiến, vậy tuyệt đối sẽ bị người chế nhạo. a à, Lục Lân sắc mặt trầm xuống, Giang Giật chiến lực hắn không có được chứng kiến, nhưng hắn siêu tập qua Giang Giật tư liệu, vị này chính là có thể diệt chung giai thiên quân chủ, hắn hạ giai thiên quân thực lực nào dám xuất chiến. Hắn vốn là muốn đem Giang Giật lừa gạt ra ngoài thành đi, để cho thủ hạ diệt Giang Giật, giờ phút này lại ngược lại bị Giang Giật làm cho đâm lao phải theo lao. Hôm nay nhưng thật ra là tư đồ nhất niệm sinh nhật, sở dĩ 13 nhà tộc trong thành nổi danh công tử tiểu thư gần như đều tới, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, như hôm nay hắn sợ, sợ là về sau đều không cần ngẩng đầu làm người. Ứng chiến, chế chút của ta hỗn độn thước cùng đại địa giáp cho người mượn, ta cái này còn có một viên cửu chuyển xích huyết đan, một đạo truyền âm đột ngột vang lên tại lục lân trong tai, cái sau thân thể run lên đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, hỗn độn thước cùng đại địa giáp đó cũng đều là thông linh trí bảo, lôi kỳ viêm lại để cho cam lòng cho hắn. Mặc dù hai món trí bảo này hắn khẳng định không có cách nào hoàn toàn luyện hóa, nhưng có đại địa giáp sang giật liền giết không chết hắn, tại tăng thêm trong thời gian ngắn tăng lên nguyên lực gấp bạo uy lực cửu chuyển xích huyết đan, một trận chiến này chỉ ít có thể bảo chứng không thua. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh cười ha hả, tốt, tiểu tạp trùng, chúng ta cái này đi sân quyết đấu, ân oán giữa chúng ta hôm nay tiểu triệt để làm chấm dứt đi. Hoàng phủ đào thiên nhướng mày, hồ nghi nhìn lướt qua lục lân, ánh mắt hướng giang giật nhìn lại, truyền âm nói, giang huynh đệ, người có nắm chắc không? Giang giật nhún vai một cái nói, toàn trường tất cả mọi người chứng kiến, đây chính là lục lân khiêu chiến ta, chết cũng không trách ta. Xoạt, đại điện bên trong thoáng cái huyên náo, giữa sân công tử tiểu thư gần nhất đều trong thành, thật lâu không có nhìn qua chiến đấu, giờ phút này có thể nhìn thấy lục lân cùng y phiêu phiêu đại sư một cái huynh đệ quyết chiến mọi người tự nhiên rất là hưng phấn lập tức toàn bộ đứng dậy đi ra phía ngoài tư đồ nhất tiếu huynh muội liếc nhau hai người đều nở nụ cười khổ bất quá hai người cũng không có lên tiếng ngăn cản lục lân sĩ diện tiền vạn quán cùng giang giật cũng muốn mặt mũi cái này quyết đấu đã không thể sửa đổi mà lại thần tứ thành bên trong có quy tắc ngầm song phương đồng ý quyết đấu coi như tứ đại gia tộc cao tầng cũng sẽ không nhiều quản trên thực tế cái này sân quyết đấu lúc bắt đầu thiết lập dự tính ban đầu, chính là vì cho thành nội các con em đại gia tộc quyết đấu dùng, 13 nhà tộc nhiều như vậy tộc nhân, ngẫu nhiên chắc chắn sẽ có mâu thuẫn. Người trẻ tuổi hiếu chiến, các gia tộc cũng không muốn quản nhiều, không phục các người đi quyết đấu tốt, đánh thắng cho gia tộc làm vẻ vang, về sau tuyệt đối bị trọng dụng, đánh thua về sau trong thành cùng gia tộc bên trong cũng đều sẽ không ngóc đầu lên được. Mười mấy tên công tử tiểu thư mang theo riêng phần mình hộ vệ, trùng trùng điệp, điệp điệp đi ra tư đồ ra, riêng phần mình lên chiến xa, thẳng đến thành Tây Sân quyết đấu. Ừ, Hoàng Phủ Đào Thiên các loại trợ tiền vạn quán cùng giang giật lên xa hoa chiến xa, lúc này mới bay người lên trên chiến xa, tại càng xe bên trên ánh mắt của hắn lại một lần lạnh xuống, bởi vì hắn phát hiện Lục Vũ Tiến vào lôi tử hàm chiến xa, mà Lục Lân lại lên lôi kỳ viêm chiến xa. Giang huynh đệ, hắn tiến vào trong chiến xa, có chút lo lắng truyền âm nói, Lục Lân lên lôi kỳ viêm chiến xa. Lôi tiểu lão hổ rất có thể hội mượn thông linh trí bảo cho hắn, nếu không. Người cũng dùng ta bôn lôi đao A à của ta chiến giáp mặc dù cũng là ngụy thần khí, nhưng không có thông linh, cho người mượn ý nghĩa không lớn, sức phòng ngự của người thế nào. Ha ha, Giang giật không thèm để ý chút nào cười cười, truyền âm nói, yên tâm đi, Hoàng Phủ Đại Ca, tự lục lân mặt hàng này còn giết ta không được. Bôn lôi đao ta cũng không cần, coi như người đem dấu ấn tinh thần bỏ đi, ngắn như vậy thời gian ta cũng không thể triệt để luyện hóa, không phát huy được quá lớn uy lực, mà lại. Thông linh trí bảo ta cũng có. Chương 789, Hỗn Độn Xích, sân quyết đấu tại khu Tây thành quảng trường phụ cận, đây là sản nghiệp của Lôi gia, cái này sân quyết đấu không chỉ có riêng là dùng đến quyết đấu, vẫn là một cái cự đại hấp kim tràng. Lúc trước thành lập mới bắt đầu, chỉ là vì cho con em đại gia tộc quyết đấu, tránh cho trong thành làm loạn, phá hư quy củ. Đằng sau chậm rãi nơi này trở thành một cái đánh cược nơi trốn, mỗi ngày đều có nô lệ võ giả chiến đấu, đám khán giả có thể đặt cược đánh bạc cũng thường xuyên có cường giả cùng yêu đế đại chiến, dù sao làm sao hung tàn làm sao tới, kích thích các khán giả trong máu cuồng bạo thừa số. Nơi này là thần tứ đảo bên trong lớn nhất sòng bạc, mỗi ngày ban ngày lại có 3 trận đánh cược, mỗi một dưới trận chú kim ngạch đều sẽ đạt tới vài tỷ, lôi ra làm nhà cái không nói thắng thua, mỗi ngày khấu trừ thiên thạch đều là giá trên trời. Đại gia tộc quả nhiên giàu có, Giang giật cùng tiền vạn quán nghe xong hoàng phủ đào thiên liên quan tới sân quyết đấu giảng tố, âm thầm thổn thức không thôi, tiền vạn quán con người nhất chuyển, đột nhiên có một ý kiến, truyền âm nói, đào thiên đại ca, đợi lát nữa ta lão đại và lục lân chiến đấu có thể hay không đặt cược như tỷ suất cao lời nói, chúng ta cùng một chỗ hạ điểm, hung hăng kiếm mẹ hắn so sánh. Tự nhiên có thể, hoàng phủ đào thiên thần thức quét qua, xác định không ai dò xét, gật đầu nói, lần này đi nhiều người như vậy, lôi kỳ viêm khẳng định sẽ để cho sân quyết đấu mở giao dịch. Đã hắn cấp cho lục lân thông linh trí bảo, vì kéo dài tỷ lệ đặt cược hấp dẫn đặt cược, đoán chừng lần này khẳng định tỷ lệ đặt cược rất cao. Bất quá, vạn quán, người cứ như vậy tin tưởng Giang huynh đệ có thể thắng. Kia nhất định, tiền vạn quán nhếch miệng cười nói, đừng nói lục lân loại này tiểu mặt hàng, ta lão đại quyết định xuất thủ, lôi kỳ viêm đều không nhất định có thể thắng hắn. Tốt, Hoàng Phủ Đào Thiên vung tay lên nói, lôi kỳ viêm dám hạ bàn khẩu, ta liền xuống 10 tỷ. 10 tỷ, tiền vạn quán cùng Giang giật hai mặt nhìn nhau, Hoàng Phủ Đào Thiên quá độc ác, nếu là tỷ lệ đặt cược cao lời nói, lôi kỳ viêm muốn thua đi bán cái mông trả nợ A. À. Hai nén hương về sau, mọi người đã tới sân quyết đấu, một tên thống lĩnh sớm chờ đem mọi người đón vào, giang giật ở bên ngoài xem phát hiện cái này sân quyết đấu không coi là quá lớn, vào xem một chút về sau, càng là âm thầm ngạc nhiên. Bởi vì sân quyết đấu thật không lớn, mà lại bên trong gần như đều là chỗ ngồi, khoảng chừng mấy vạn cái, ở giữa quyết đấu địa phương cũng chỉ có phương viên mấy chục trường. Nhỏ như vậy đánh như thế nào? Giang giật nghi ngờ hướng Hoàng Phủ Đào Thiên nhìn lại, cái sau cười cười nói, các ngươi trở ra liền biết, yên tâm đi, tuyệt đối có thể để các ngươi tùy ý thi triển. Hai vị ra trận đi, lôi kỳ viêm rất có phong phạm vung tay lên, đồng thời trầm giọng nói ra, cuộc quyết đấu này mặc dù các ngươi song phương đều đồng ý, nhưng cá nhân ta cảm thấy vẫn là điểm đến là dừng là được, nếu là không địch lại có thể lập tức nhận thua, cũng đừng náo ra nhân mạng, dạng này đối tất cả mọi người không tốt. Lục Lân U lãnh cười nói, yên tâm đi, viêm ca, ta nhiều nhất sẽ chỉ đem hắn làm tàn, tuyệt đối sẽ không giết chết. Hưu, nói xong, lục lân hướng phía dưới đài cao bắn thẳng đến mà đi, vững vàng rơi vào trên đài cao, giang giật cũng nhún vai, không thèm để ý chút nào bay xuống. Ông, tại hai người rơi vào đài cao về sau, trên đài cao sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy hai người biến mất tại trên đài cao. Mà trên đài cao uổng phí cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một bức tranh, kia là một cái kỳ dị không gian, Giang giật cùng Lục Lân phân biệt đứng ở bên trong hai tòa núi cao trên đỉnh núi. A, à, tiền vạn quán bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm là phía dưới đài cao cũng không phải là chiến trường, chỉ là một cái truyền tống trận mà thôi. Hai người sẽ bị truyền tống đi một cái rất lớn chiến trường. Bên trong hình tượng hội hình chiếu đến sân quyết đấu bên trong, hắn nghĩ lại ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Nơi này quyết đấu đều là cường giả, địa phương nhỏ khẳng định không tốt thi triển, mà lại vạn nhất đem cấm chế đánh nổ, phía ngoài khán quan cần phải chết một mảng lớn a. Chư vị, đã tới sân quyết đấu, làm sao cũng muốn đánh cược nhỏ một cái đi, hôm nay cái này bàn khẩu ta đại biểu lôi ra mở ra." Lôi Kỳ Viêm hướng mọi người nhìn một cái, mở miệng cười nói, "Tỷ lệ đặt cược nha, năm so một tốt, Lục Lân thắng bồi gấp đôi, Giang Gia thắng bồi gấp 5 lần, chư vị có thể tùy ý đặt cược." "Năm so một, Hoàng phủ Đào Thiên cùng tiền vạn quán liếc nhau một cái, hai người đều sắc mặt trở nên trở nên nặng nề, Lôi Kỳ Viêm đây là tuyệt đối tin tưởng Lục Lân có thể thắng." nếu không cũng không biết lái như thế lớn tỷ lệ đặt cược, hấp dẫn những người còn lại áp sang giật. Tốt, ta ủng hộ ta huynh đệ, hạ 50 ức đi. Tiền vạn quán cái thứ nhất mở miệng, hắn đối giang giật rất có lòng tin. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng lạnh giọng nói ra, ta hạ lưu trường giang huynh đệ 10 tỷ. tt rất nhiều người công tử tiểu thư có chút hít một hơi lãnh khí, hai vị này chơi đến đủ lớn A, à, chẳng lẽ giang giật thật có thể thắng. Ừm, kim thống lĩnh người ghi chép phám cái, quay đầu lại kết toán tốt. Lôi kỳ viêm tựa hồ liệu định hai người hội hạ giang giật, mỉm cười gật đầu cùng sau lưng sân quyết đấu quản sự nói. Lục vũ cái thứ ba mở miệng, ta cũng tiểu đùa một cái, ta hạ ta đường huynh một tỷ đi. Ha ha, đã chư vị như thế nhã hứng, ta cũng tùy ý chơi hai tay. Tư đồ nhất tiếu đặt cược, 50 ức mua giang giật thắng. Ta tin tưởng đào thiên đại ca ánh mắt, một tỷ, mua giang ra. Tư đồ nhất niệm xảo tiếu yên này mở miệng nói, ta mua hai tỷ, lục lân, giang ra, một tỷ. 2 tỷ, lục lân, hơn 10 vị công tử tiểu thư nhau nhau đặt cược, hôm nay đến xem trò vui đánh cược nhỏ một cái cũng là không tệ, rất nhiều người mặc dù đều cảm thấy lục lân có thể thắng, nhưng thắng ở giang giật tỷ lệ đặt cược cao, dù sao thua cũng chỉ có một hai chục ức mà thôi, thắng lại có thể được gấp 5 lần đánh cược tiền, đánh bạc nha, chơi đến liền là kích thích. Lôi kỳ viêm âm thầm tính toán một khoản, phát hiện hai bên đặt cược người đều không sai biệt lắm, nhưng giang giật bên kia dưới đều tương đối lớn, khóe miệng của hắn nụ cười càng dày đặc, trận này xuống tới hẳn là có thể chỉ toàn kiếm hơn 100 triệu. Sắp bắt đầu, tư đồ nhất niệm một tiếng kinh hô hấp dẫn mọi người, phía dưới chiếu giữa không chung trong hình ảnh lục lân độc, mọi người cũng đặt cược hoàn tất, toàn bộ nhìn về phía giữa sân, chờ đợi quyết đấu thắng bại. Tiểu tạp trùng, ngày đó ngươi để cho ta mất hết mặt, hôm nay bản công tử muốn toàn bộ hoàn trả, không đem ngươi chặt thành 108 khối, bản công tử quyết không bỏ qua. Lục lân thân thể theo đỉnh núi đằng không mà lên, trong mắt hung quang lóe lên, trong tay một cái cự thước xuất hiện, kia cự thước thành màu đồng cổ, để lộ ra cổ phác thê lương khí tức, phía trên có kỳ dị văn lộ. Tại hắn vận chuyển nguyên lực về sau, thoáng cái biến lớn gấp mấy chục lần, phía trên đồ văn cũng đều tản mát ra quang mang chói mắt, từng cái kỳ dị phù văn hiển lộ ra. Hỗn độn xích, hoàng phủ đào thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không ra ngoài ý liệu của hắn, lôi kỳ viêm quả nhiên cho mượn thông linh trí bảo cho lục lân. Tại mọi người nhìn về phía lôi kỳ viêm lúc, Hắn lại vô tội buông tay nói, "Chư vị đừng nhìn ta a, à, cái này hỗn độn xích thần tứ tiết ngày đó ta liền bán cho Lục Lân, ân. Còn có đại địa giáp cũng bán cho hắn, hắn ra giá cao, ta gần nhất lại lấy được tốt hơn thông linh trí bảo, không có lý do không bán không phải." Vô Sỉ, Hoàng phủ Đào Thiên cười nhạo một tiếng, còn lại một chút công tử tiểu thư cũng lật lên bạch nhãn, lôi kỳ viêm khoác lác không làm bản nháp a, à, cái này hỗn độn xích cùng đại địa giáp đều là cấp cao nhất bảo vật hắn còn có thể cho tới tốt hơn mà lại Lục Lân có thể xuất ra nổi giá cao. Phía dưới hình ảnh bên trong, Lục Lân đã qua hỗn độn xích đối giang giật đột nhiên đánh xuống bắt đầu công kích, mọi người cũng chỉ có thể chuyên tâm quan chiến, rất nhiều mua giang giật người thắng thì âm thầm chửi mẹ, xem ra lần này cần bị lôi kỳ viêm cho hố. chương 790, cửu chuyển xích huyết đan, quả nhiên là thông linh trí bảo. Giang giật cùng lục lân thời khắc này xác thực tại một cái kỳ lạ trong không gian, cái này không gian không tính quá lớn, hẳn là chỉ có phương viên mấy chục vạn lý tả hiếu rất nhiều nơi khắp nơi đều là vết thương hiển nhiên tại dĩ vãng lâu đời tuế nguyệt bên trong nơi này kinh lịch vô số lần chiến đấu tẩy lễ vù vù hỗn độn xích bên trong cũng không có bắn ra đặc thù nguyên lực công kích chỉ là biến thành dài mấy trăm trượng rộng ba bốn trượng mang theo bá đạo tuyệt sát khí tức hung hăng hướng hắn đánh xuống lục lân cũng không có đem hết toàn lực hiển nhiên cũng là đối giang giật có chút kiêng kỵ không dám mạo hiểm vậy mà toàn lực công kích ông Giang giật tốc độ phản ứng rất nhanh, tại cự thước còn không có đánh xuống lúc, trên thân sáng lên một đạo bạch quang biến mất ở phía xa, ra lục lân bên trái bầu trời mấy ngàn trượng bên ngoài, đồng thời trong tay hắn cũng ngưng tụ ra cửu thiên long viêm, đột nhiên hướng phía trước đánh ra mấy trường. Thần thuẫn, lục lân trước tiên mở ra thần thuẫn, toàn thân trở nên kim quang vạn trượng, tăng thêm hắn anh vĩ bất phàm bề ngoài, hai tay nắm chặt cự thước, cho người ta cảm giác tựa như một tôn thần đề. Oanh, cự thước trùng điệp đánh xuống, kia ngọn núi to lớn bị hỗn độn xích từ giữa đó đánh xuống, sơn băng địa liệt, đá vụn trượt xuống, bụi bặm ngập trời mà đi, hỗn độn xích uy lực quả nhiên to đến dọa người, đây là Lục Lân tùy ý luyện hóa một phen, cũng không hề hoàn toàn luyện hóa, nếu không uy lực muốn vượt qua trải qua. Hừ, Cửu Thiên Long Viêm nhiệt độ rất cao, nhưng Lục Lân mở ra thần thuẫn, hoàn toàn có thể coi thường, hai tay của hắn nắm chặt hỗn độn xích đột nhiên hướng bên cạnh quét ngang mà đi, lần này vận dụng đạo văn công kích, một đạo giải lụa màu vàng óng theo hỗn độn xích bên trong bắn ra, tầng không gian tầng chấn động, đạo đạo liên y phúc tán mà đi, kim quang kia một phân thành hai, hai phân thành bốn, rất nhanh biến thành mấy vạn đạo kim quang, đem giang giật phụ cận không gian đều bao phủ đi vào. Phong hóa vạn thiên kim chi lực không gian chấn động, giang giật nhìn lướt qua âm thầm gật đầu, đây cũng là một cái trung giai đạo văn, uy lực coi như là bình thường, nhưng là dùng thông linh trí bảo phát ra tới, uy lực tuyệt đối đã tăng mấy lần, hắn nếu là không có lôi hỏa thần thuẫn cùng độn thiên, vậy chỉ có thể chờ chết. Lôi hỏa, hắn không giấu giếm thực lực nữa, không gian bị chấn động, hắn cũng vô pháp thuấn di, bằng vào tốc độ của hắn càng là trốn không thoát, trừ phi hắn độn thiên mà đi. Hỏa long kiếm ra trong tay hắn, lôi hỏa đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao phủ hắn phương viên trăm trượng không gian, hắn cũng khống chế lôi hỏa dựa theo tuyến lộ đồ bên trên quỹ tích du tẩu, tại kia mấy vạn đạo kim quang bắn nhanh mà đến trước, lôi hỏa thần thuẫn ngưng hiện phanh phanh phanh, từng đạo có thể đem không gian xé rách kinh khủng kim sắc đao mang vạch phá bầu trời mà đến, liên tục không ngừng công kích tại hắn lôi hỏa thần thuẫn phía trên, để lục lân chấn động vô cùng chính là công kích kinh khủng như thế, lại đều bị trơn trượt bắn ra, trọn vẹn mấy ngàn đạo kim sắc đao mang nện ở lôi hỏa thần thuẫn bên trên, kia màu xanh ra trời hộ thuẫn nhưng không có nửa điểm phản ứng, thậm chí đều không có lay động một tia. A, à, phía ngoài lôi kỳ viêm bọn người toàn bộ phát ra một tiếng kinh nghệ, ánh mắt nhìn chằm chằm lôi hỏa thần thuẫn đầy mắt đều là không dám tin, mặc dù bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe không được nửa điểm thanh âm, nhưng hỗn độn xích phát ra kim sắc đao mang thế nhưng là đem không gian đều xé rách ra từng đạo xấu xí khe hở, như thế cường đại công kích nện ở lôi hỏa thần thuẫn bên trên lại không có nửa điểm sự tình, chẳng lẽ giang giật nguyên lực cảnh giới đã đạt đến thượng giai thiên quân sao? Không đúng đây không phải thần thuẫn mà là một loại đặc thù phòng ngự thần thông. Lôi kỳ viêm tỉnh ngộ, mọi người càng thêm kinh ngạc, Giang giật mặt ngoài thực lực chỉ có kim cương cảnh, cỡ nào thần thông mới có thể có được như thế cường đại lực phòng ngự. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, hoàng phủ đào thiên đôi mắt sáng lên, có thể trốn được cửu đế gia tộc truy sát, có thể tại thiên lôi thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, có thể làm ra thiên họa, giang giật quả nhiên không phải người bình thường. Hắc hắc, tiền vạn quán nhếch miệng cười một tiếng, giống như lục lân chỉ có chút thực lực ấy, chiến đấu này liền muốn kết thúc. Không đúng, tiền vạn quán đột nhiên nghi ngờ thì thào, Lục Lân rời đi giang giật gần như thế, chỉ có mấy ngàn trượng khoảng cách, nhìn hắn bộ dáng giống như cũng không có cảm nhận được cực nóng. Đại địa giáp, tiền vạn quán rất nhanh kịp phản ứng, hẳn là lôi kỳ viêm cấp cho Lục Lân đại địa giáp công lao, nếu không Lục Lân giờ phút này đã sớm hoảng sợ mà chạy. Giang giật cũng phát hiện vấn đề này, theo lý thuyết lôi hỏa vừa xuất hiện, Lục Lân ngay lập tức sẽ cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao, hoảng sợ lui lại, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại kinh ngạc nhìn xem chính mình lôi hỏa thần thuẫn ta còn không tin tưởng. Giang giật thân thể hóa thành cuồng long bắn nhanh mà đi, hắn vừa rồi đã thí nghiệm, lục lân công kích phá không được lôi hỏa thần thuẫn, tự nhiên không có kỵ gì, cực tốc hướng lục lân bay đi, hỏa long kiếm hồng quang lóe lên, đột nhiên hướng phía trước bổ tới, hai đầu hỏa long mang theo lôi hỏa gào thét mà đi. A, à, lục lân rốt cục giật mình tỉnh lại, bởi vì hắn thần thuẫn bên trong nguyên lực như như nước chảy trôi qua, tại giang giật bắn ra hai đầu hỏa long mang theo lôi hỏa gào thét mà đến về sau, thần thuẫn thoáng cái tựu tan vỡ. Ông, cùng một thời gian, hắn bên ngoài cơ thể một kiện màu vàng đất chiến khải xuất hiện, đem hắn toàn thân đều bao phủ đi vào. Kia chiến khải rất là bá khí, hai vai, đầu gối, chỗ khớp nối đều có gai sắt, lóng lánh khiến lòng run sợ hàn quang, trên mũ giáp còn có một cái như quái thú độc giác to lớn gai sắt, giờ phút này trên khải giáp có vô số phù văn lấp lánh du tẩu, lại là một kiện thông linh trí bảo. Có được thông linh trí bảo, giang giật lôi hỏa đối lục lân hoàn toàn mất hiệu lực, lục lân căn bản không cảm giác được nửa điểm cực nóng cảm giác, kinh khủng nhiệt độ cao đều bị đại địa giáp ngăn cách bên ngoài. dựa vào, giang giật trợn tròn mắt, hắn nhất cường đại công kích liền là lôi hỏa, lôi hỏa bị đại địa giáp chặn, cái kia còn chơi như thế nào? ầm, um, hai đầu hỏa long mang theo mấy chục đoàn lôi hỏa nện ở lục lân trên thân, như một sợi hỏa tiến bắn tại trên miếng sắt, nhẹ nhõm bị bắn ngược ra đi, lục lân không có bị bất cứ thương tổn gì. ha 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 ha, lục lân ngửa mặt lên trời cười to, hai tay vung lên hỗn độn xích, trên không trung xoay một nửa hình tròn mang theo hách hách tiếng gió đột nhiên hướng giang giật đập tới, mấy vạn đạo kim sắc đao mang phá không mà đi, che đậy nửa bầu trời. Giang giật giết không được lục lân, lục lân công kích đồng dạng không phá được lôi hỏa thần thuẫn, kia mấy vạn đạo kim sắc đao mang như mưa rơi đánh vào lôi hỏa thần thuẫn bên trên, nhẹ nhõm bị trơn trượt nước bắn đi. Hừ, lục lân trong tay một cái huyết hồng đan dược xuất hiện, nhanh chóng nuốt vào, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một tia lạnh ý, gầm thét tiểu tạp trùng, chuẩn bị nhận lấy cái chết ông lục lân trên thân khí thế đột nhiên gấp bội tăng lên hắn lần nữa chém ra một kiếm cái kia kim sắc đao mang lại biến lớn trọn vẹn gấp ba không gian chấn động đến càng phát lợi hại đạo đạo liên y dập dờn mà đi không gian lưu lại từng đạo như vết sẹo xấu xí vết nứt không gian chói tai tiếng rít bên tai không dứt làm người ta có loại buồn nôn cảm giác tựa như là nam cung ra bí cảnh bên trong quỷ âm cửu truyền xích huyết đan bên ngoài sân quyết đấu bên trong hoàng phủ đào thiên kinh hô lên trên mặt đều là nổi giận ánh mắt lạnh như băng quét về phía lôi kỳ viêm, cửu chuyển xích huyết đan thế nhưng là lôi ra độc môn đan dược, có lẽ lôi ra hàng năm sẽ cho lục ra một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không phân đến lục lân loại này ăn chơi thiếu ra trên tay. Hoàng Phủ Đào Thiên, người nhìn ta làm gì? Lôi kỳ viêm buông tay nói, đan dược này nhà chúng ta hàng năm hội phân cho còn lại gia tộc một chút, đấu giá hội cũng có đấu giá, lục lân đan dược cũng không phải ta cho. Tiền vạn quán toàn thân thịt mỡ run lên, sợ hãi truyền âm cho Hoàng Phủ Đào Thiên nói, Đào Thiên đại ca, đan dược này rất lợi hại. Hoàng phủ Đào Thiên cơ hồ là cắn răng nghiến lợi truyền âm nói, trong vòng một canh giờ nguyên lực uy lực tăng lên gấp ba, mà lại nguyên lực mang theo tính ăn mòn, bình thường thần thuẫn rất dễ dàng bị phá mất. Nguy rồi, tiền vạn quán biến sắc, như giang giật lôi hỏa thần thuẫn bị phá, hắn trừ phi độn thiên bên ngoài chỉ có một con đường chết, chỉ là. Hắn hội vứt bỏ mọi người độn thiên mà đi sao, hiển nhiên sẽ không, chương 791, phong long vệ thiên, hóa, Lục Lân An Xuân dược sao làm sao lực công kích thoáng cái hung tàn nhiều như vậy. Nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh, Giang giật thân thể hướng nơi xa bắn ngược mà đi, hắn bị hơn 100 đạo kim sắc đao mang liên miên không dứt đánh chúng, cảm giác lôi hỏa tiêu hao đến như như nước chảy, âm thầm chửi mẹ. Lực công kích này độ tuyệt đối có thể là so lãnh ra, mặc dù không bao giờ không thể đánh tan lôi hỏa thần thuẫn, nhưng lôi hỏa tiêu hao đến tốc độ quá nhanh, hắn không trốn đứng tại chỗ ngạnh kháng, lôi hỏa thần thuẫn tuyệt đối sẽ vỡ tan, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể bằng vào hỏa vân khải ngạnh kháng. Hỏa vân khải cường đại không cần hoài nghi, nhưng hỏa vân khải có thể gánh vác được, nhục thể của hắn gánh không được a, à, không ngừng bị chấn thương, hậu quả khó mà lường được, hắn cũng không muốn biểu lộ ra hỏa vân khải ra, bên ngoài thế nhưng là có hơn 10 đôi con mắt nhìn xem đâu, thân phận chân thật của hắn đem rất có thể lộ ra ánh sáng. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cố gắng phán đoán đao mang bay tới quỹ tích, sau đó tại chấn động không chung cố gắng phi hành, tránh né kim sắc đao mang công kích. Không đúng, công kích này mang theo hắc ám ăn mòn đặc chất, tại ăn mòn của ta lôi hỏa thần thuẫn. Giang giật chật vật tránh né mấy trăm đạo kim sắc đao mang, cảm ứng được lôi hỏa thần thuẫn bên trong lôi hỏa đã tiêu hao hơn phân nửa, mà lại bên trong có một cỗ hắc ám năng lượng kéo dài đang tiêu hao lôi hỏa, hắn lôi hỏa thần thuẫn cũng không phải nguyên lực ngưng tạo, lại cũng có thể ăn mòn. Dầm dầm rầm khắp nơi vô số sơn phong, mặt đất bị kim sắc đao mang từng mảnh từng mảnh đập chúng, sơn băng điện liệt, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, tiếng nổ bên tai không dứt, giang giật thân thể tả đột hữu thiểm, như một đầu tại nộ hải sóng lớn bên trong du tàu tiểu ngư, liều mạng tránh né chạy trốn. Ha ha ha, tiếp tục trốn a. À, lục Lân tiếng cười dài vang lên, trong tay cái kia thanh như thần binh cự thước mang theo hách hách tiếng gió lại nặng nặng đánh xuống, mấy vạn đạo kim sắc đao mang phá không mà tới. Phong ảnh áo choàng, Giang giật sau lưng một kiện áo choàng xuất hiện, tốc độ thoáng cái tăng lên mấy lần, như thế tình huống hắn còn ẩn giấu thực lực, lôi hỏa thần thuẫn tất phá. Hưu, phong ảnh áo choàng vừa ra, giang giật thân thể lập tức biến thành một đầu du long, tại vô số kim sắc đao mang bên trong xuyên thẳng qua du tẩu, cái này phong ảnh áo choàng cùng hỏa vân khải đồng dạng đều bị giang giật triệt để luyện hóa, biến thành một phần của thân thể hắn, đương nhiên sẽ không bị lôi hỏa thiêu hủy. Phanh phanh phanh, cứ việc giang giật khởi động phong ảnh áo choàng, còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, có thể sớm dự phán kim sắc đao mang phi hành quỹ tích cùng tốc độ. Nhưng đao mang thực sự rất rất nhiều, đằng sau lục lân lại liên tục không ngừng công kích, hắn không ngừng bị đao mang đập chúng, lôi hỏa tiếp tục bị tiêu hao hết. Lôi hỏa thần thuẫn nhanh phá, giang giật đôi mắt như băng, trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, một cái đỉnh nhỏ màu xanh xuất hiện, tay hắn nhẹ nhàng nâng lên một chút, tiểu đỉnh hướng trên không trung bắn nhanh mà đi, lớn lên theo gió, chớp mắt tự biến thành trăm trượng đại, tựa như núi cao khí thế bàng bạc mới trên đỉnh cổ phát tự nhiên khí tức lưu chuyển, miệng đỉnh còn có khí lưu màu xanh chảy ra, vần quanh thân đỉnh, thân đỉnh bên trên phù văn lấp lánh, kia cự đỉnh còn không có đè xuống, liền để phía dưới lục lân cảm giác được ngạt thở. Thông linh trí bảo, lục lân kinh hô một tiếng, vội vàng không dám tiếp tục công kích, thân thể hướng nơi xa bay đi, nhưng cự đỉnh đã chân áp mà xuống, kinh khủng uy áp bao phủ hắn, tốc độ của hắn thoáng cái trở nên cực kỳ chậm chạp, cự đỉnh đè xuống tốc độ cũng quá nhanh quá nhanh, thoáng cái đem hắn nện vào phía dưới sơn phong bên trong. rầm dầm dầm, phía dưới có một tòa núi nhỏ bị cự đỉnh đè ép, bị triển thành bột mịn, cuồn cuộn bụi mù che đậy phương viên ngàn trượng không gian, để bên ngoài người quan chiến hoàn toàn mất đi tầm mắt. Cái này giang ra lại cũng có thông linh trí bảo lục lân sẽ không bỗng chốc bị đập chết đi. Thông linh trí bảo thiếu một góc, uy lực hẳn là sẽ không quá lớn, lục lân mặc đại địa giáp hẳn là sẽ không chết đi cái này không chết cũng sẽ trọng thương đi. Bên ngoài các công tử tiểu thư nghị luận ầm ý, đối giang giật cũng lần nữa lau mắt mà nhìn, có thể có được thông linh trí bảo, liền xem như không chọn vẹn cũng là thực lực biểu tượng, gia tộc của bọn hắn đều có thông linh trí bảo, nhưng một chút công tử tiểu thư là không có tư cách được ban cho cho. Ha ha, lôi kỳ viêm nghe được mọi người tiếng nghị luận lại cười nhạt một tiếng, mặc dù lục lân chỉ là tùy ý luyện hóa một hồi đại địa giáp, nhưng nếu hắn mặc đại địa giáp dễ dàng như vậy liền sẽ bị nền chết thông linh trí bảo cũng sẽ không như vậy đáng tiền hiu quả nhiên các loại chờ vượt qua thiên ấn thu nhỏ bay trở về giang giật trong tay lục lân thân thể thoáng cái từ dưới đất phá đất mà lên ngoại trừ sắc mặt có chút khó coi bên ngoài cũng không có nửa điểm thương thế thậm chí nhìn dáng vẻ của hắn xương cốt đều không gãy một cái thông linh trí bảo chiến giáp lực phòng ngự quá cường đại nếu ta hỏa vân khải cũng thông linh tốt biết bao nhiêu a à. Giang giật cảm khái một tiếng, trên thân lôi hỏa thần thuẫn hóa thành lôi hỏa tản ra, tiếp lấy hắn lại khống chế càng nhiều lôi hỏa bay ra ngoài, một lần nữa ngưng tụ lôi hỏa thần thuẫn. Tiểu tạp trùng, chết, lục lân sắc mặt rất là khó coi, thân thể hóa thành thần hồng hướng giang giật bay đi, hai tay của hắn nắm chặt hỗn độn xích, lần nữa hung hăng đánh xuống, bắn ra mấy vạn đạo kim sắc đao mang. Lập tức, hắn một lát không ngừng nghỉ, trong tay hỗn độn xích như máy xay gió xoay xuống lên, một vòng lại một vòng, bốn phía phong hướng hắn ngoài thân ngưng tụ, rất nhiều vô hình phong long ở bên cạnh hắn vần quanh du tẩu, chờ bên kia giang giật tránh thoát một nửa kim sắc đao mang về sau, công kích của hắn cũng thành hình, hắn cự thước đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, quát lớn, phong long vệ thiên. Xuy suy bên cạnh hắn mấy vạn đầu vô hình phong long toàn bộ hội tụ mà lên, ngưng tụ ra một đầu to lớn phong long, hắn hỗn độn xích bên trong một đảo nguyên lực bắn vào phong long bên trong, kia phong long cũng thay đổi thành một đầu kim sắc cự long, kim sắc cự long khoảng chừng dài trăm trượng, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, khí tức cực kỳ kinh khủng. Ngao, cự long đuôi rồng lắc một cái, thân thể hóa thành một vệt kim quang hướng phía trước giang giật phóng đi, tốc độ lại không thể so với vượt qua thiên ấn nện xuống tốc độ chậm, thoáng cái tự đuổi kịp giang giật, kia cự long miệng cũng thật to mở ra, đem giang giật cả người đều nuốt vào. Đây là cái gì đạo văn? Giang giật muốn chạy trốn, đáng tiếc cự long thân thể quá lớn, tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị cự long nuốt vào đi hắn biết rõ đây không phải chân chính cự long, chỉ là nguyên lực cùng đạo văn tạo thành thần thông mà thôi, nhưng ở giờ khác này hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, hắn không có nửa điểm do dự, quát khẽ, hỏa vân khải. Ông, hỏa vân khải phù hắn bên ngoài thân bên ngoài, hắn nguyên lực quán chú, trong nháy mắt hỏa vân khải tản mát ra vạn trượng hồng quang, để hắn lôi hỏa thần thuẫn cũng biến thành màu đỏ lam, để hắn cũng biến thành như mộng như ảo, như một tôn vô địch thần đề. Dầm dầm dầm, thần đề hình tượng bỗng chốc bị phá hủy, cự long đột một phát sinh to lớn bạo tạc, bốn phía hư không từng mảnh từng mảnh bị xé nứt, kinh khủng không gian vặn vẹo lực, để giang giật lôi hỏa thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, thân thể của hắn cũng như phá bao tải bị tạc bay ra ngoài, người giữa không trung tiên huyết cuồng phún không ngừng mà ra. Lão đại, tiền vạn quán bản năng kinh hô lên, trên mặt trong mắt đều là làm sao đều che giấu không ngừng vẻ lo lắng, đâu còn có đại sư nửa điểm phong phạm. Cũng may Hoàng Phủ Đào Tiên trước tiên truyền âm cho hắn, đừng ngạc nhiên, Giang huynh đệ không có việc gì, hắn mặc hẳn là hỏa vân khải a huyền đế cung nội cất giữ trí bảo lực phòng ngự quả nhiên kinh khủng nếu là thông linh lực phòng ngự khẳng định sẽ tăng lên mấy lần hỏa vân khải bên kia cũng đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô lôi kỳ viêm con ngươi lấp lóe vài vòng xác định nói ra họ giang tóc đỏ hỏa vân khải ta sớm hẳn là nghĩ đến giang ra hẳn là giang giật a lục vũ nhẹ gật đầu nói tiếp là hắn ta trước kia còn không dám xác định hẳn là không sai Giang giật, rất nhiều công tử tiểu thư khẽ giật mình, lập tức đều đôi mắt phát sáng lên, các nàng đều là 13 nhà tộc con em, Giang giật tư liệu các gia tộc thu thập rất cẩn thận, dù sao Giang giật thế nhưng là để đông hoàng cửu đế bốn cái gia tộc liên thủ truy sát mãnh nhân. Độn thiên, khốn long thảo, lôi kỳ viêm trong mắt lóe lên một tia tham lam, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Giang giật ngươi một cái sợi cỏ lại có được như thế chí bảo không khỏi quá chính sách tàn bạo của trời đi không bằng cho bản công tử dùng chương 792, tiếng gió quỷ âm hồn kiếm. Phốc, Giang giật hoàn toàn chính xác không nhiều lắm sự tình, nhưng nội tạng cũng bị chấn thương, mà lại thương thế còn không nhỏ, hắn con người lấp lóe không ngớt, một bên một lần nữa ngưng lôi hỏa thần thuẫn, một bên âm thầm nghĩ biện pháp. Lôi hỏa đối lục lân vô hiệu, vượt qua thiên ấn cũng thể không chết hắn, đây là hắn tối cường hai loại công kích, ngoại trừ cái này hắn chỉ có hồn kiếm. Vấn đề là hồn kiếm nhất định phải đánh lén mới có tốt nhất hiệu quả, nếu không rất dễ dàng bị người hủy đi, hắn hồn kiếm còn không có bị người hủy đi qua, không biết vạn nhất bị hủy diệt có thể hay không đối chủ linh hồn có thương tổn. Thử một lần, lục lân bên kia lại bắn ra mấy vạn đạo kim sắc đao mang, lập tức bắt đầu ngưng tụ phong long vệ thiên đạo văn, giang giật cắn răng chuẩn bị nếm thử một phen, nếu không tiếp tục nữa hắn khẳng định sẽ bị tươi sống đập chết. Độn thiên, kia không có khả năng, tiền vạn quán phượng loan giang tiểu nô bọn hắn còn tại thành nội đâu, nếu là hắn độn thiên đi, lập tức hội bại lộ thân phận nói không chừng lục lân lôi kỳ viêm bọn người sẽ nghĩ biện pháp cầm xuống các nàng, hắn không dám mạo hiểm. Vù vù, hắn thân thể nhanh chóng du tẩu, tránh né kim sắc đao mang công kích, đồng thời hắn hỏa long kiếm bắn ra mấy vạn tiểu hỏa long, mi tâm quang mang lóe lên, ba thanh hồn kiếm đi theo tiểu hỏa long phi bắn mà ra, muốn đánh lén kia chỉ có mượn nhờ tiểu hỏa long che giấu hồn kiếm. Dầm dầm dầm, rất nhiều tiểu hỏa long cùng kim sắc đao mang chạm vào nhau, nhẹ nhõm bị đao mang phá hủy, căn bản không phải một cái cấp bậc. Giang giật tâm niệm khống chế hồn kiếm tả đột hữu thiểm, né qua đao mang công kích, bắn thẳng đến lục lân. Một ngàn trượng, năm trăm trượng, ba trăm trượng, Giang giật đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, bởi vì tiểu hỏa long gần như toàn bộ bị hủy diệt, lục lân nhẹ nhõm phát hiện ba thanh hồn kiếm. Công kích linh hồn hư, lục lân cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có đình chỉ ngưng tụ phong long phệ thiên, chỉ là mi tâm hiện ra một hình tam giác tiểu ấn, đột nhiên hướng ba thanh hồn kiếm va chạm mà đi. Linh hồn phòng ngự trí bảo, Giang giật khóe miệng phát khổ, nhưng hồn kiếm đã đến lục lân mặt phía trước, hắn chỉ có thể cắn răng khống chế hồn kiếm hướng lục lân mi tâm vào tới. ầm, um, thanh thứ nhất hồn kiếm cùng hình tam giác tiểu ấn va chạm, để Giang giật khiếp sợ là hắn cái này vô kiên bất tồi hồn kiếm lại bị tiểu ấn nhẹ nhõm đụng đến vỡ nát. Tiếp lấy thanh thứ hai, thanh thứ ba đồng dạng toàn bộ bị đụng nát. Tại va chạm lúc kia tiểu ấn bên trong có lôi quang lấp lánh, nhẹ nhõm đem hồn kiếm xoắn nát tiểu ấn như một tôn lôi thần bản năng phá hủy bất luận cái gì xâm phạm công kích linh hồn. Đây là cái gì linh hồn phòng ngự trí bảo càng như thế đại uy lực có lôi điện khó trách có thể đơn giản hủy đi của ta hồn kiếm. Giang giật quá sợ hãi, duy nhất để hắn may mắn chính là hồn kiếm bị hủy, hắn chủ linh hồn không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như cái này hồn kiếm cùng chủ linh hồn không có bất cứ liên hệ nào. Mặc dù như thế, hắn cũng đau lòng vô cùng, hồn kiếm kiếm không dễ, một lần thần khóc hắn chỉ có thể ngưng tụ ra ba thanh A. Kỳ thật Giang giật đối lục ra không hiểu rõ, nếu không cũng sẽ không phóng thích công kích linh hồn. Lôi ra có một loại đặc biệt bảo vật, gọi lôi thạch. Lôi thạch không chỉ có thể rèn luyện thân thể, kiến tạo đại trận, vẫn là luyện hóa bảo vật tốt nhất vật liệu một trong. Lục ra nhiều năm qua nghiên cứu lôi thạch, tại vạn năm trước sáng tạo ra một loại bí thuật, dùng lôi thạch luyện chế ra một loại linh hồn phòng ngự siêu thánh khí, lôi ấn. Lôi ấn rất chân quý, cấp cao nhất lôi ấn như lấy ra bán đấu giá, ít nhất là trăm tỷ thiên thạch lên, cấp cao nhất lôi ấn cũng có thể ngăn trở thiên quân đỉnh phong công kích linh hồn. Lục lân tự nhiên không có tư cách có được cấp cao nhất lôi ấn, bất quá là bản thân đồ vật, thượng đẳng lôi ấn hắn vẫn là có một viên. Làm sao bây giờ, Giang giật cuống lên, hồn kiếm cũng vô dụng, cái kia còn đánh cái cái giam A. Kia tiểu ấn quá kinh khủng, đụng một cái một cái hồn kiếm, coi như hắn đem sở hữu hồn kiếm đều thả ra ngoài, đoán chừng cũng liền mấy hơi thời gian bị hủy. Lục lân là hạ giai thiên quân, đại gia tộc công tử thường xuyên phục dụng linh dược, linh hồn khẳng định không yếu, mấy hơi thời gian tuyệt đối không giết được hắn, ngược lại sẽ đem hồn kiếm toàn bộ lãng phí hết. Suy suy, bên kia lục lân phong long vệ thiên lại ngưng tụ thành công, một đầu kim sắc cự long mang theo đạo đạo không gian sóng chấn động gào thét mà đến, đem liều mạng chạy trốn giang giật thôn vệ đi vào, tiếp lấy kim long nổ tung, giang giật lôi hỏa thần thuẫn bị phá, lại thổ huyết nổ bay ra ngoài. Vượt qua thiên ấn, giang giật trong tay tiểu ấn bay ra gào thét mà đi, hắn nếu không phóng thích vượt qua thiên ấn, đoán chừng liền ngưng tụ lôi hỏa thần thuẫn, thở một ngụm thời gian đều không có. Vượt qua thiên ấn vừa ra, lục lân bị nện hạ xuống. Nhưng hắn rất nhanh từ dưới đất bắn ra lúc, trên người hắn vẫn không có nửa điểm tổn thương, kia màu vàng đất thông linh trí bảo đại địa giáp lực phòng ngự kinh khủng đến mức kinh người. Song phương tựa hồ biến thành đối hao tổn, xem ai đỉnh trước không ở, xem ai trước bị nện chết. Rất rõ ràng giang giật muốn khổ bức rất nhiều, lục lân cảnh giới cao hơn hắn, lại nuốt cửu chuyển xích huyết đan, còn có được hai kiện thông linh trí bảo, coi như không có hoàn toàn luyện hóa, uy lực không thể toàn bộ phóng xuất ra, cũng đủ làm cho Giang Giật kêu khổ thấu trời. Dầm dầm rầm Giang Giật tốc độ không sánh bằng lục lân, sở dĩ chỉ có lần lượt bị hắn nổ bay ra ngoài. Hắn vượt qua thiên đỉnh lần lượt đập trúng lục lân, cái sau cũng rốt cuộc thụ thương, đáng tiếc chỉ là khóe miệng tràn ra một tia tơ máu, Giang Giật giờ phút này nội tạng lại nhận lấy cực lớn thương tích, tốc độ càng ngày càng chậm cửu chuyển xích huyết đan chỉ có thể kiên trì một canh giờ, vấn đề là. Xem tình huống giang giật nửa canh giờ đều không kiên trì nổi. Ha 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 ha, tạp trùng, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Lục lân lại một lần bị vượt qua thiên đỉnh đập bay xuống dưới, vượt qua thiên đỉnh mỗi lần phóng thích về sau đều sẽ thu nhỏ thu hồi đi, giang giật cần quán chú nguyên lực mới có thể lần nữa phóng thích. Lục lân cũng thừa dịp điểm ấy thời gian, đột nhiên bổ ra mấy vạn đao mang, tiếp lấy nhanh chóng ngưng tụ phong long phệ thiên đạo văn, đây là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn chỉ là trung giai đạo văn mà thôi như hắn dung hợp thượng giai đạo văn cho dù là cấp thấp nhất nhất tinh đạo văn giang giật giờ phút này đều đã chết mã lạc qua bích một trận chiến này giang giật đánh cho cực kỳ nén giận tốc độ không sánh bằng nhân ra chạy không được phòng ngự so ra cũng kém một chút công kích càng là kém xa lôi hỏa vô hiệu vượt qua thiên ấn thẻ không chết hắn hồn kiếm càng là không dám động độn thiên đào tẩu không có khả năng nhiều nhất nhận thua mà thôi vấn đề là nhận thua về sau, lôi kỳ viêm hội kết thúc quyết đấu đem bọn hắn truyền tống ra ngoài mà lại cơ hội tốt như vậy, hắn không giết lục lân về sau càng không cơ hội, lục lân mưu toàn mạnh mẽ cưới giang tiểu nô, giang giật đã động tất sát chi tâm. Hô hô, vượt qua thiên ấn gào thét mà quay về, bên kia lục lân bên người cũng vang lên hách hách tiếng gió, từng đầu phong long hội tụ, ngưng tụ ra một đầu to lớn phong long, cuối cùng bị rót vào nguyên lực, hình thành phong long vệ thiên đạo văn. To lớn kim long mang theo chói tai tiếng giết mà đến, không nhìn cự long liền nghe lấy cái này chói tai tiếng gió đều làm người buồn nôn khó chịu buồn nôn. Buồn nôn khó chịu, buồn nôn, Giang giật linh hồn hơi động một chút, hắn đột nhiên nhớ tới tại Nam Cung ra cái kia bí cảnh bên trong nghe được quỷ âm, sau đây càng buồn nôn khó chịu. Trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, giống như hắn có thể chế tạo ra bí cảnh bên trong cái chủng loại kia tiếng gió, để lục lân cực kỳ buồn nôn khó chịu. Tinh thần của hắn có thể hay không rối loạn vậy có phải hay không có cơ hội lợi dụng hồn kiếm chém giết hắn tiếng gió quỷ âm hồn kiếm, Giang giật đôi mắt từ từ bắt đầu mông lung, hắn còn không thèm chú ý bay tới kim sắc cự long, trong tay hỏa long kiếm nhẹ nhàng hướng phía trước nhanh chóng vung ra, để bốn phía phong vũ động. Phong hệ đạo văn hắn cảm ngộ có ba cái, phong lực, phong chi thúc phược, còn có phong hóa vạn thiên, đối với phong chi pháp tác áo nghĩa hắn vẫn là có rất sâu cảm ngộ. Dầm dầm dầm, kim sắc cự long gào thét mà đến đem Giang giật thôn vệ đi vào, lập tức phát sinh to lớn bạo tạc, Giang giật lôi hỏa thần thuẫn bạo liệt, lôi hỏa bay đầy trời, hắn thân thể cũng như diều bị đứt dây hướng nơi xa đập xuống mà đi. Nhưng hắn giờ khắc này tựa hồ choáng váng, lại không có ngưng tụ lôi hỏa thần thuẫn, cũng không có phóng thích vượt qua thiên ấn, chỉ là không ngừng cua hỏa long kiếm, khống chế bốn phía phong gào thét bay múa, đôi mắt mê mang như một cái kẻ ngu. Ừ, lục lân bản làm xong phòng ngự chuẩn bị, chờ đợi giang giật ném ra vượt qua thiên ấn, nhưng hắn lại nhìn thấy giang giật không có công kích, còn không có ngưng tụ ra lôi hỏa thần thuẫn hắn lập tức cuồng hỉ không thôi, trong tay cự thước đột nhiên đánh xuống, hét lớn tiểu tạp chủng, đi chết đi. chương 793, Lục Lân, chết, suy suy, mấy vạn đạo kim sắc đao mang gào thét mà đi, như là mấy vạn thanh tử vong chi nhận muốn đem giang giật xé thành mảnh nhỏ, cái này kim sắc đao mang uy lực cũng không tính quá lớn, nhưng giang giật nếu vẫn không thanh tỉnh tới, mấy ngàn đạo công kích đập chúng hắn cho dù có hỏa vân khải, hắn đồng dạng sẽ bị đánh chết tươi. Lão đại, tiền vạn quán lần nữa kinh hô lên, Hoàng phủ đào thiên đôi mắt cũng trong nháy mắt lạnh như hàn băng, hắn quát lớn nói, được rồi, lần này chúng ta nhận thua, lôi kỳ viêm kết thúc quyết đấu đi. Nhận thua, lôi kỳ viêm cười lạnh một tiếng nói, hoàng phủ đào thiên, sân quyết đấu quy củ, không phải giao chiến người chủ động nhận thua, là không thể đem người truyền tống ra, giang giật cũng không có nhận thua, sở dĩ ta không có quyền lợi kết thúc quyết đấu. Ngươi, hoàng phủ đào thiên trợn mắt nhìn, thanh âm bên trong bên ngoài hoàn toàn nghe không được, coi như Giang Giật muốn nhận thua lại thế nào truyền lời ra lôi kỳ viêm rõ ràng là chuẩn bị lừa giết Giang Giật. Chỉ là lôi kỳ viêm không dưới mệnh lệnh hắn cũng không có cách, luôn không khả năng đem lôi kỳ viêm cho bổ A không nói trước bên cạnh hắn có mấy tên cường đại hộ vệ, giờ phút này coi như bổ hắn cũng cứu không được Giang Giật. Trong tấm hình vô số đao mang liên tục không ngừng hướng Giang Giật bổ tới, Giang Giật lại tựa hồ như choáng váng, không tránh không né, vẫn như cũ không ngừng qua hỏa long kiếm, khống chế bốn phía phong vũ động, phốc, bên ngoài là nghe không được thanh âm bên trong, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người tựa hồ nghe đến giang giật không ngừng thổ huyết âm thanh, để mọi người kinh ngạc là, giang giật rõ ràng đang không ngừng thổ huyết, nhưng hắn lại vẫn không có tỉnh táo lại, tựa hồ giờ khác này đã mất đi hồn phách. Lão đại, người nhanh tỉnh lại a à, tiền vạn quán tiếng la bên trong đều mang nước nở, hắn nhìn qua sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra giang giật, đau lòng tới cực điểm. Hắn cũng không còn cách nào bảo trì đại sư phong độ, nhìn tựa như một con trùng đáng thương. Đột nhiên, tại Giang Giật bị mấy chục đạo công kích đập chúng, phun ra mấy chục ngụm máu tươi về sau, hắn trong đôi mắt suốt cục khôi phục thanh minh, trên mặt hắn cũng đều là vẻ mừng như điên, đôi mắt lóe sáng như tinh thần, để Hoàng Phủ Đào Thiên cùng tiền vạn quán thân thể đồng thời chấn động. Giang Giật tỉnh táo lại về sau, phía sau phong ảnh áo choàng phồng lên, nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thân thể lập tức như du long hướng khắp nơi tránh đi, hắn mặc dù thụ thương nghiêm trọng nhưng ở thiên nhân hợp nhất trong trạng thái có thể dự báo kim sắc đao mang phi hành quỹ tích, sở dĩ tránh né rất nhẹ nhàng, dù cho có đôi khi không thể tránh khỏi muốn bị đánh trúng, nhưng cũng chỉ ít không thể đánh chết hắn. Còn có thể tránh chết đi, chết đi, lục lân xem xét, vội vàng nhanh chóng ngưng tụ phong long phệ thiên đạo văn, thừa dịp sang giật không có thời gian ngưng tụ lôi hỏa thần thuẫn chuẩn bị nhất cử đánh giết hắn, trong tay hắn hỗn độn xích điên cuồng vung mạnh, từng đầu phong long hướng hắn hội tụ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, phong long hội tụ vào một chỗ ngưng tụ ra một đầu to lớn phong long, mắt thấy phong long vệ thiên đạo văn liền muốn thành hình. Hừ, cho ta phá, phong chi giận bào, giang giật đôi mắt tại thời khắc này mở ra, trong tay hắn hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước bổ ra mấy trăm kiếm, mỗi một kiếm đều có thể khiên động mấy trăm đạo bão tố phong, những cái kia bão tố phong cũng không có gào thét mà đi, mà là tại bên cạnh hắn phân biệt dựa theo quỹ tích khác nhau gào thét bay múa quét. Chuyện thần kỳ phát sinh, tại những cái kia vô hình bão tố phong dựa theo đặc thù quý thích bay đầy trời lúc từng đạo quỷ dị thanh âm theo trong gió chuyển ra thanh âm kia tựa như quỷ khóc sói gào dị thường khó nghe làm người ta lông tơ đều muốn dựng đứng toàn thân đều có loại buồn nôn buồn nôn cảm giác ô ô khốt khốt lục lân phong long vệ thiên đạo văn vốn là muốn thành hình nhưng thanh âm này vừa vang lên hắn đột một toàn thân run lên cảm giác khó chịu dị thường hắn nguyên lực có chút nhiễu loạn không chung đầu kia to lớn phong long cũng run lên tự động phân giải có đạo văn muốn ngưng tụ, cần một chút thời gian, nếu là phóng thích người nửa đường có trình tự sai, hoặc là bị quấy nhiễu, vậy cái này đạo văn khẳng định không thể thành hình. Tỷ như giang giật lôi hỏa thần thuẫn, hắn nếu là khống chế lôi hỏa du tổ lúc tuyến lộ đồ sai, hắn còn có thể ngưng tụ lôi hỏa thần thuẫn sao? Cái quỷ gì thanh âm thật là khó nghe, cái này tạp bái vì sao có thể chế tạo ra khủng bố như vậy thanh âm? Lục lân trợn mắt muốn nứt, hỗn độn xích đều bị hắn thu vào, hai tay che lỗ tai, đồng thời đóng lại giác quan thứ sáu, nhưng này thanh âm lại trực tiếp vang lên tại linh hồn hắn bên trong kỳ quái là hắn cũng không có cảm nhận được linh hồn bị bất luận cái gì công kích a a a lục lân bưng lấy đầu thân thể trên không trung lăn lộn cảm giác muốn niên rồi loại kia thanh âm thật khó nghe chói tai đến cực điểm hắn toàn bộ đầu đều một mảnh oanh minh ông ông tác hưởng hắn giờ khác này linh hồn bên trong đều là nghĩ đến đây là cái gì quỷ âm thậm chí đều quên bên ngoài còn có một cái giang giật suy suy bên ngoài truyền đến một đạo tiếng oanh minh Lục lân sâu trong linh hồn cũng cảm thấy nguy hiểm, hắn cô nén oanh minh đầu, ánh mắt hướng đỉnh đầu nhìn lại, nhìn thấy một tòa cự đại mới đỉnh chân áp mà xuống, hắn có chút thở dài một hơi. Vượt qua thiên đỉnh áp không chết hắn, không đúng, sâu trong linh hồn trí mạng báo động càng ngày càng mãnh liệt, ánh mắt của hắn hoảng sợ hướng bốn phía nhìn lại, khi hắn nhìn thấy mấy chục thanh màu đỏ hồn kiếm vô thanh vô tức phá không mà đến, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Lôi ấn, hắn hét lớn một tiếng, mi tâm một cái tiểu ấn xuất hiện hướng kia mấy chục thanh hồn kiếm bay đi nhưng ngay một khắc này giang giật bên kia hỏa long kiếm lại trong chớp mắt đánh ra mấy trăm kiếm từng đạo càng khủng bố hơn thanh âm vang lên lần nữa để hắn khó chịu tới cực điểm chỉ có thể ôm đầu trên không trung lăn lộn suy suy phanh 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 lôi ấn bên trong lôi quang lấp lánh mà ra nhẹ nhõm đem ba thanh hồn kiếm đánh nát nhưng lục lân giờ phút này bị quỷ âm làm cho tinh thần đều kém chút bôn hội đâu còn có thể toàn lực khống chế lôi ấn mấy chục thanh hồn kiếm nhẹ nhõm vòng qua lôi ấn chui vào lục lân mi tâm, tiến vào linh hồn thức hải của hắn bên trong. a à không, không ta nhận thua, ta đầu hàng, viêm ca, nhanh kết thúc quyết đấu. Lục lân ngửi thấy khí tức tử vong, hắn hoảng sợ chu lớn, cả người tại thời khắc này đều run rẩy không ngừng, tựa hồ cũng quên đi quỷ âm, quên đi hết thảy, trong mắt chỉ có vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Kim thống lĩnh nhanh kết thúc quyết đấu, lục lân nhận thua lôi kỳ viêm mặc dù nghe không được lục lân thanh âm nhưng nhìn thấy hắn lục lân tuyệt vọng cùng hoảng sợ đôi mắt lập tức biết chuyện xấu hắn vội vàng hướng bên cạnh một người thống lĩnh hét lớn chờ chút nhưng một đạo kinh thiên nộ hống tiếng vang lên hoàng phủ đào thiên đằng đằng sát khí khóa chặt kim thống lĩnh nói lôi kỳ viêm người nào biết lỗ tai nghe được lục lân nhận thua chúng ta có thể cái gì đều không nghe thấy ngươi không phải mới vừa nói quyết đấu song phương không nhận thua theo quy củ không thể kết thúc quyết đấu sao ngươi nói chuyện chẳng lẽ là đánh rắm Ngươi, lôi kỳ viêm không nghĩ tới hoàng phủ đào thiên lại lấy con chim mâu, gậy ông đập lưng ông, nhất thời cũng không biết làm sao phản bác, chỉ có thể nổi giận đối kim thống lĩnh quát còn đứng ngây đó làm gì lục lân phải chết. Kim thống lĩnh khe giật mình tỉnh ngộ lại, cũng mặc kệ hoàng phủ đào thiên, trong tay sáng lên kim quang liền muốn hướng phía dưới đài cao đánh tới. Đáng tiếc, hắn động tác đã muộn, bởi vì giờ khắc này trên đài cao hình tượng, lục lân con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy thân thể run lên, vô lực hướng phía dưới trượt xuống mà đi hưu bên trong giang giật thân thể như cuồng long phóng tới trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên thế mà đem vượt qua thiên ấn cùng lục lân thi thể đều cho thu nhập tiến vào trong giới chỉ ông kim thống lĩnh nguyên lực đánh vào trên đài cao xúc động cấm chế tranh màn bên trong giang giật bị một đạo bạch quang bao phủ biến mất ở bên trong núi hoang bên trong chậm rãi tại trên đài cao ngưng hiện đường ca lân công tử lục vũ cùng lục lân hộ vệ toàn bộ lớn tiếng kinh hô lên nhưng trên đài cao chỉ có một cái giang giật Lục Lân cũng không có bị truyền tống về đến, hiển nhiên đích thật là bị Giang giật cất vào cổ thần nguyên giới, mà người sống là không có cách nào đặt vào, Lục Lân hoàn toàn chính xác chết. Lục Vũ khẽ giật mình, lập tức nước mắt rơi như mưa, cuồng loạn đối với mấy tên hộ vệ khẽ kêu, giết cái này cầu tặc, cho ta đường huynh báo thù. chương 794, hỗn độn xích cùng đại địa giáp. Là ta, Chanh Chanh, Lục Lân cùng Lục Vũ mỗi người mang theo hai tên hộ vệ, ba người đều là thượng giai thiên quân, cái kia vinh trưởng lão còn đạt đến thiên quân đỉnh phong, bốn người sắc mặt âm trầm tới cực điểm, binh khí trong tay xuất hiện, đằng đằng sát khí khóa chặt Giang giật liền muốn công kích. Hưu, nhưng một người nhanh hơn bọn họ, Giang giật thân thể ngưng tụ hiện hoàng phủ đào thiên thân thể lóe lên, đã lao xuống đài cao đứng tại Giang giật phía trước, hắn tiếng cười lạnh cũng vang vọng toàn bộ đài cao, muốn giết ta Giang huynh đệ kia hỏi trước một chút đao trong tay của ta đi. Ây, bốn người công kích liền muốn phát ra, mạnh mẽ thu hồi lại, không chỉ là bởi vì Hoàng Phủ Đào Thiên ngăn tại giang giật phía trước, còn có một đạo khí tức âm lãnh bao phủ trên khán đài tất cả mọi người. Vinh trưởng lão tin tưởng nếu là hắn dám phát ra công kích, bốn người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ảnh tử, mọi người trong đầu hiển hiện tên của một người, người này tại thần tứ bộ lạc có rất nhiều tên, nhưng chưa từng người gặp qua hắn, chỉ biết là hắn gọi ảnh tử, ám sát có thể lực thần ban thưởng bộ lạc đệ nhất, hoàng phủ kỳ thủ hạ đệ nhất hãn tướng. Vinh trưởng lão là Thiên Quân đỉnh phong không sai, nhưng hắn cái này Thiên Quân đỉnh phong so Thanh Long không mạnh hơn bao nhiêu, bởi vì hắn tối cường đạo văn chỉ có tam tinh, mà cái này Ảnh Tử tối cường đạo văn lại đạt đến lục tinh. Ảnh Tử nếu muốn động thủ, bốn người bọn họ trong nháy mắt sẽ chết đi, mà cái này Ảnh Tử giết người xưa nay không nương tay, chỉ nghe theo hoàng phủ kỳ mệnh lệnh, Ảnh Tử giờ phút này có thể xuất hiện, rất rõ ràng là đến hộ vệ hoàng phủ Đào Thiên. Vinh trưởng lão hít một hơi thật sâu, âm tàn ánh mắt nhìn qua hoàng phủ Đào Thiên nói: Hoàng Phủ Công Tử, vì một ngoại nhân không đáng A13 à, nhà tộc đồng khí liên chi, ngươi vì một ngoại nhân muốn cùng 13 nhà tộc là địch sao? Hừ, Hoàng Phủ Đào Thiên trong tay một cái hẹp dài ngân sắc chiến đao đã sớm xuất hiện, trên người hắn cũng sáng lên thần thuẫn, ánh mắt đùa cợt nhìn qua vinh trưởng lão nói, các ngươi cũng xứng là 13 nhà tộc nhân lục ra mặt đều cho các ngươi mất hết, quyết đấu sinh tử chứa luận, sau đó không phải truy cứu, quy củ này các ngươi đều quên việc này truyền đi, 13 nhà tộc mặt đều cho các ngươi mất hết. Nam Cung Đại Đế đã từng nói cái gì 13 nhà tộc con em có thể thua, có thể chết, nhưng không thể không có khí khái cùng ngạo khí. Lại nói, ta Hoàng Phủ Đào Thiên đã bị trục xuất Hoàng Phủ ra, ta và các ngươi không phải người một đường, khác đừng xả những thứ vô dụng này, muốn động thủ ta cùng các ngươi chơi đùa. Ngươi, vinh trưởng lão tức giận đến thân thể phát run, quyết đấu sinh tử chứa luận, sau đó không phải truy cứu cái này đích xác là 13 nhà tộc quy củ, nhưng đó là 13 nhà trong tộc bộ con em quyết đấu, Giang giật tính là thứ gì lục lân là thân phận gì 13 nhà tộc tộc Pháp từ trước đều là nhắm vào mình người, ngoại nhân bọn hắn nhưng xưa nay không giảng cứu tộc Pháp, đã giết thì đã giết. Chỉ là Hoàng Phủ Đào Thiên như thế làm dáng, vinh trưởng lão cũng không cách nào, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía lôi kỳ viêm hy vọng hắn ra mặt, dù sao cuộc quyết đấu này tựa như là hắn nâng lên. Lôi kỳ viêm con người lấp lóe vài vòng, coi thường vinh trưởng lão, chỉ là nhìn chằm chằm giang giật trầm giọng nói, giang giật, trước đem lục lân thi thể hoàn trả đi, Lục lân thi thể kỳ thật không tính chuyện gì, mấu chốt của sự tình ở chỗ hắn cho mượn lục lân hai kiện thông linh trí bảo, đây chính là cấp cao nhất mặt hàng, giá trị liên thành, giang giật đem lục lân thi thể thu hồi, hắn thông linh trí bảo cũng đến giang giật trong tay. Giang giật, giang giật nhướng mày, lôi kỳ viêm lại biết rõ tên của hắn xem ra bọn hắn đã theo hỏa vân khải bên trên đoán ra a. Hắn trầm mặc một hồi, trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, lục lân thi thể hiển hiện, hắn một tay vỗ, lục lân thi thể hướng vinh trưởng lão bọn người bay đi. Lôi kỳ viêm thần thức quét qua, lập tức giận tím mặt, quát lớn, hỗn độn xích cùng đại địa giáp đâu lục lân cổ thần nguyên giới đâu. Lục lân chết rồi, đại địa giáp cùng cổ thần nguyên trong nhẫn dấu ấn tinh thần biến mất, sang giật tại thu lấy thi thể lúc liền đã đem đại địa giáp cùng cổ thần nguyên giới lấy xuống, còn như hỗn độn xích thì tại cổ thần nguyên trong nhẫn. Nghe được lôi kỳ viêm quát lớn âm thanh, hắn đùa cợt cười nói ta lấy mạng cùng người khác quyết đấu, trải qua kém chút chết đi, chẳng lẽ thật vất vả thắng, chẳng lẽ lại còn muốn đem chiến lợi phẩm giao cho đối phương ngươi làm ta khờ sao có thể đem thi thể trả lại cho các ngươi đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ coi như ta giang giật bị giết của ta bảo vật cũng giống vậy bị lục lân cướp đoạt a lôi kỳ viêm thoáng cái cuốn lên phẫn nộ quát hỗn độn xích cùng đại địa giáp là ta đánh rắm hoàng phủ đào thiên cười lạnh lôi kỳ viêm vừa rồi ngươi không phải nói bán cho lục lân sao toàn trường người đều có thể làm chứng chẳng lẽ lại ngươi xem lục lân chết rồi nghĩ đen cái này hỗn độn xích cùng đại địa giáp gặp bất quá mặt, chưa thấy qua ngươi dạng này. Lại nói, quyết đấu từ trước quy củ, người chiến thắng có quyền đạt được đối phương bảo vật làm chiến lợi phẩm, các ngươi lôi ra làm sân quyết đấu chủ nhân, chẳng lẽ muốn cố tình vi phạm nếu không đi các ngươi lôi ra trưởng lão đường lý luận một phen. Phốc, lôi kỳ viêm một cái lão huyết phun ra, hai chân mềm nhũn, kém chút đặt mông làm đến trên mặt đất, hắn run rẩy bờ môi, nhưng cố một câu phản bác nói không nên lời. Tư đồ nhất tiếu hoàng phủ vân bọn người mặt mũi tràn đầy đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác, kém chút nhịn không được ý cười, cái gì gọi là chuyển thạch đầu thẻ chân của mình lôi kỳ viêm hôm nay đập chính mình hai lần. Đường ca, lục vũ ôm lục lân thi thể, nước mắt rơi như mưa, nàng một đôi cặp mắt đào hoa bên trong đều là vẻ oán độc, hận hận nhìn chằm chằm giang giật nói, giang giật, người dám giết ta đường huynh, lục ra chúng ta không giết người quyết không bỏ qua, chúng ta đi. Lục vũ rất rõ ràng hôm nay giết không được giang giật có hoàng phủ đào thiên tại cái này, vinh trưởng lão khẳng định không dám động, cùng hắn tại cái này rằng co, không bằng sớm trở về đưa tin cho nàng phụ thân lục ly tốt. Vinh trưởng lão chặn ngang ôm lấy lục lân thi thể hung hăng nhìn giang giật một chút, đi theo lục vũ rời đi, hoàng phủ đào thiên cũng cười cười nói, giang huynh đệ chúng ta đi, nhìn xem ai dám động đến tay. Giang giật lặng lẽ nhẹ gật đầu, đi theo hoàng phủ đào thiên liếc nhìn trên đài bay đi, mang theo tiền vạn quán đi ra phía ngoài. Lôi kỳ viêm mặc dù rất muốn cho người ngăn lại, nhưng nghĩ đến ảnh từ hộ vệ hoàng phủ đào thiên hiện trường lại như thế thêm công tử tiểu thư tại hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn xem giang giật bọn người rời đi nhất nhiệm, đêm đã khuya chúng ta cũng trở về đi thôi tư đồ nhất tiếu mặt không thay đổi cùng tư đồ nhất niệm một giọng nói hai người mang theo hộ vệ rời đi vừa ra đại môn hai người lướt nhau cũng nhịn không được nở nụ cười tư đồ nhất tiếu cười một lát sắc mặt chính vạt áo truyền âm nói đi mau trở về đem chuyện này bẩm báo cho phụ thân giang giật một kẻ như vậy mới có thể khác đừng buông tha. Tư đồ nhất niệm nhẹ gật đầu, truyền âm nói kỳ thật. Ta hoài nghi chân chính y phiêu phiêu là giang giật, đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Mặc kệ là ai, về trước đi lại nói. Tư đồ nhất tiếu truyền âm một câu, thân thể hóa thành thần hồng hướng tư đồ ra bay đi. Sân quyết đấu bên trong còn lại công tử tiểu thư cũng trước tiên riêng phần mình về nhà, tối nay phát sinh đại sự, bọn hắn nhất định phải trước tiên đem tin tức mang về, nhất là... Giang giật trên thân còn có thể có khốn long thảo cùng độn thiên. Hoàng phủ huynh, tối nay đa tạ ngươi. Giang giật trở lại áo phủ sau thật sâu thở dài, sau đó đối bước nhanh đi ra phượng loan bọn người cười khổ nói, thân phận ta bại lộ, các ngươi đều vào đế cung bên trong, chúng ta tùy thời chuẩn bị thoát đi. Thoát đi, hoàng phủ đào thiên lông mày nhíu lại nói, vì sao muốn trốn nha. Giang huynh đệ, ngươi là sợ mấy gia tộc lớn ngấp nghé người độn thiên cùng khốn long thảo, hỏa vân khải a. Giang giật gật đầu nói, Khốn Long Thảo ta đã luyện hóa, bất quá bọn hắn cũng không biết rõ, Độn Thiên Thần Ký. Ta nghĩ mấy gia tộc lớn hẳn là rất muốn đạt được a. À. Ha ha, Hoàng phủ Đào Thiên khoát tay áo nói, ngươi an tâm ở lại là được, không ai dám công khai động thủ. Thực sự không được ngươi có thể đi cùng tư đồ ra, Nam cung gia hoặc là Hoàng phủ gia làm giao dịch, bất kỳ cái gì một nhà gia sức bảo vệ ngươi, lôi lão hổ cùng Lục Lân cũng không dám làm loạn. Chương 795, Thần Âm Thiên Ký. Giao dịch, Giang giật trầm ngâm một lát, ngừng đầu hỏi, ta đen lôi kỳ viêm hai kiện thông linh trí bảo, lôi ra khẳng định hội nổi giận, còn lại ba nhà sẽ vì ta một ngoại nhân cùng lôi ra đối kháng ngươi cũng biết. Để cho ta gia nhập gia tộc bọn họ là không thể nào, ta người này vô câu vô thúc đã quen, về sau ta còn muốn hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục báo thù. Không cần gia nhập, Hoàng Phủ Đào Thiên mỉm cười, rất là tự tin nói ra, Giang huynh đệ, ngươi cũng không biết rõ giá trị của ngươi, ngươi như đáp ứng ngày sau cho mấy viên đảng cấp cao thiên họa, tam đại gia tộc tuyệt đối sẽ không tiếc cùng lôi lão hổ trở mặt cũng muốn bảo vệ ngươi. Đương nhiên, ngươi cái này thiên họa nhất định phải ẩn chứa một cái thượng giai đạo văn, ít nhất phải cam đoan tam tinh trở lên, ngươi có lòng tin hay không, nếu có lòng tin chúng ta trời sáng liền đi tư đổ ra hoặc là nam cung ra đàm phán. Lần này Hoàng Phủ Đào Thiên chưa hề nói Hoàng Phủ ra, giang giật suy tư một lát, nói ra, ngưng khắc lên giai đạo văn thiên hỏa không có vấn đề. Ta trước mắt cái này thượng giai đạo văn đã dung hợp 7 cái đạo văn, đại thành ở trong tầm tay, Hoàng phủ đại ca, không bằng chúng ta đi tìm hoàng phủ gia đàm phán, Giang Dật có ý tứ là rất rõ ràng, đã dù sao muốn tiện nghi một nhà, vậy không bằng cùng hoàng phủ gia đi đàm phán tốt, hoàng phủ Đào Thiên nói thế nào đều xuất từ hoàng phủ gia. Không nghĩ tới cái sau lại lắc đầu nói ra, người muốn tìm hoàng phủ gia cũng không phải không thể, nhưng ta liền không thể đi theo ngươi vào hoàng phủ gia ở, ta đã từng đã thể vĩnh viễn không vào hoàng phủ đại viện. Ách, Giang Dật không nghĩ tới hoàng phủ Đào Thiên như thế quật cường hắn nhìn tiền vạn quán một chút, cắn răng nói ra, kia trời sáng liền đi tìm tư đồ ra đi. Tư đồ ra thành ý một mực rất không tệ, tư đồ nhất thiếu cùng tư đồ nhất niệm cho Giang giật ấn tượng cũng rất tốt, mà lại tiền vạn quán thích tư đồ nhất niệm, Giang giật nhìn xem có thể hay không có cơ hội đem vấn đề này giúp tiền vạn quán làm, giống như đủ không được tự triệt để đoạn mất tiền vạn quán xa xỉ niệm. Nam Cung gia kỳ thật cũng là một cái lựa chọn tốt, Linh Đăng Tỷ cũng là Nam Cung gia, đáng tiếc Nam Cung Vân Nghĩa quá gản bướng khắc bạc, Nam Cung Mộc Ngư cũng nói rất mơ hồ, lần trước Giang Giật muốn gặp Linh Đang tỉ một mặt đều không được, sở dĩ Giang Giật đối Nam Cung ra ấn tượng rất kém cỏi. Sự tình xác định, Giang Giật vẫn như cũ không dám khinh thường, triệu tập mọi người ngay tại trong đại sảnh ngồi xếp bằng tùy thời chuẩn bị độn thiên rời đi, đồng thời hắn nuốt một viên liệu thương đan, hắn nội tạng bị chấn thương đến nghiêm trọng, còn tốt không xương gãy đầu, nội tạng cũng không có vỡ ra. Hoàng Phủ Đào Thiên nhìn thấy Giang Giật chữa thương, đôi mắt sáng lên, rất là tò mò hỏi, Giang huynh đệ, Cuối cùng một khắc này ngươi là có hay không cảm ngộ cái gì đạo văn ta giống như nhìn thấy ngươi thả ra một loại kỳ lạ thần thông, Lục Lân Phong Long Phệ Thiên bị tan rã, sau đó bị ngươi dùng công kích linh hồn đơn giản cho diệt sát. Đúng a, à, đúng a. À. Lão đại, người không biết ngươi khi đó kém chút làm ta sợ muốn chết, Lục Lân công kích ngươi người ngươi cũng không hoàn thủ, không né tránh. Tiền Vạn quán vỗ vỗ ngực, giờ phút này còn lòng còn sợ hãi, Phượng Loan bọn người mặc dù không thấy được đại chiến, nhưng cũng ngừng thở mặt mũi tràn đầy khẩn trương hắc hắc, Giang giật nhếch miệng cười nói, đúng vậy, cuối cùng ta đích xác cảm ngộ một loại đạo văn, ta mệnh danh là phong chi giận bào, là lợi dụng phấn chấn ra một loại kỳ lạ thanh âm, từ đó làm cho đối phương linh hồn chấn động, lực phản ứng đại giảm. Ô ô, khốt khốt, nói Giang giật dùng cổ tay chặt tùy ý hướng phía trước bổ ra mấy đao, từng đạo báo tố phong lập tức hướng phía trước hội tụ, dựa theo đặc thù quý thích quét su đáng, một đạo cực kỳ khó nghe thanh âm vang lên như quỷ khóc sói chu, để tiền vạn quán Phượng Loan cùng Thanh Ngư đều cảm giác trong đầu một trận oanh minh, ôm đầu kém chút khó chịu lăn lộn dưới đất. Cái này, Hoàng Phủ Đào Thiên đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, linh hồn hắn tương đối cường đại, giang giật cũng không có toàn lực phát ra, nhưng vẫn như cũng có chút khó chịu buồn nôn, hắn con người nhất chuyển kinh hô lên, cái này không phải liền là Nam Cung gia bí cảnh bên trong quỷ âm sao. Không sai. Giang giật gật đầu nói, đây chính là căn cứ Nam Cung gia bí cảnh bên trong quỷ âm dung hợp ra đạo văn, là ba loại phong hệ hạ giai đạo văn dung hợp mà thành không đúng hoàng phủ đào thiên kinh nghi nháy nháy mắt nói ngươi đây không phải phong hệ đạo văn phong hệ trung giai đạo văn ta đều giải cũng không có ngươi dạng này ngươi thanh âm này khủng bố như thế có thể khiến người ta linh hồn chấn động nghiêm chỉnh mà nói nên tính là công kích linh hồn thuộc về thần âm thiên kỹ trong phạm vi thần âm thiên kỹ giang giật cùng tiền vạn quán phượng loan liếc nhau trong mắt đều là mơ hồ các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói thứ này Tiền vạn quán tò mò hỏi, đào thiên đại ca, cái gì là thần âm thiên kỷ A cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Ừm, đây là một loại rất đặc biệt công kích linh hồn thủ đoạn. Hoàng phủ đào thiên giải thích nói, các người hẳn nghe nói qua kiếm đế thành danh binh khí câu hồn 6A năm đó kiếm đế một người một sáu, một bài câu hồn khúc diệt số vạn thiên quân danh chấn đông hoàng đại lục. Chiến gia giống như cũng có một tên cường giả, cũng hiểu được thần âm thiên kỹ, không bằng hắn binh khí là cổ cầm, một bài hoàng tuyền khúc tấu lên, đi lại nhiều thiên quân đỉnh phong đều chỉ có chịu chết thật mạnh mẽ giang giật bọn người con mắt đều sáng lên tiền vạn quán càng là hưng phấn một thân thịt mỡ rung động hắn bắt lấy giang giật tay nói lão đại người cũng đi làm một kiện nhạc khí nghiên cứu một chút thần âm thiên kỹ đến lúc đó một người một khúc không người dám cận thân thật là là cỡ nào bá khí a à, dùng cái gì nhạc khí tốt đâu đúng rồi tiêu thế nào thổi tiêu dáng vẻ rất xuất khí a à. xéo đi giang giật một cước đem tiền vạn quán đạp bay ra ngoài bên cạnh Phượng Loan cùng Thanh Ngư lại gương mặt xinh đẹp đỏ lên, Giang giật không hiểu thổi tiêu, hai người ngược lại là đối thổi tiêu rất có nghiên cứu. Hoàng Phủ Đào Thiên cười một tiếng, nghiêm mặt nói, Giang huynh đệ, người có thời gian thêm nghiên cứu một chút thần âm thiên kỹ đi, thứ này rất hung tàn, quần chiến bên trong chiến đấu trợ giúp rất lớn, giống như người có thể nghiên cứu đến chỗ cao thâm, sợ là một đám thiên quân đỉnh phong đều không thể cận thân. Ừm, Giang giật rất tán thành, hắn tự cảm nhận được uy lực, thứ này phối hợp hồn kiếm quả thực là giết người lợi khí a một khi đối phương linh hồn chấn động không có cách nào toàn tâm toàn ý ứng phó hồn kiếm kia hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá hắn thần âm thiên kỹ cũng không tính quá mạnh lục lân là linh hồn yếu nếu là linh hồn mạnh người hẳn là ảnh hưởng không lớn hắn dừng một chút nói ra hoàng phủ đại ca nếu không ngươi giúp ta thử một chút huy lực mạnh nhất nhìn xem cái này thần âm thiên kỹ năng ảnh hưởng cái gì cấp bậc võ giả chúng ta vào đế cung đi như thế nào tốt hoàng phủ đào thiên nhẹ gật đầu Giang giật đem đế cung bên trong nhai tí thú cùng tiểu hồ ly đều truyền tống ra, cũng may viện tử cũng đủ lớn, nếu không nhai tí thú khổng lồ như vậy thân thể khẳng định không bỏ xuống được. Ông, Giang giật đem hoàng phủ đào thiên truyền tống vào đi, chính mình cũng tiến vào, hỏa long kiếm lóe lên hắn bắt đầu phóng thích thần âm thiên kỹ, lúc bắt đầu thanh âm cũng không lớn, hoàng phủ đào thiên khẽ mỉm cười nói toàn lực phóng thích đi, ta linh hồn coi như không tệ. Tốt, Giang giật trong tay hỏa long kiếm cấp tốc múa. Thanh âm càng lúc càng lớn, chờ đạt tới cực hạn thời điểm, Hoàng Phủ Đào Thiên khoát tay áo nói tốt, có thể ngừng. Người cái này thần âm thiên kỹ uy lực xem như không tệ, bình thường trung giai thiên quân khẳng định hội linh hồn chấn động, thượng giai thiên quân cũng sẽ có ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng có chút nhỏ, linh hồn của ta cường độ nhưng so sánh thượng giai thiên quân, đồng dạng có chút khó chịu. chương 796, khí thôn vạn lý như hổ. Mặc dù thần âm thiên kỹ chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng thượng giai thiên quân, nhưng Giang giật rất hài lòng, thượng giai thiên quân cùng trung giai thiên quân kia là trời và đất tranh lệch, hắn lại không hoàn toàn dựa vào thần âm thiên kỹ giết địch, chủ yếu vẫn là dựa vào hồn kiếm. Đương nhiên về sau có thời gian vẫn là thêm nghiên cứu một chút cái này thần âm thiên kỹ, nếu có thể ảnh hưởng thiên quân đỉnh phong, vậy liền hoàn mỹ. Trên thân hai người lóe lên ra đế cung bên trong, Giang giật thu hồi đế cung, phất phất tay để mọi người các tự tại trong đại sảnh nghỉ ngơi, hắn thì ngồi xếp bằng, chuẩn bị vận công chữa thương. Đúng lúc này phía ngoài vòng bảo hộ đột nhiên lóe lên, Giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên liếc nhau, hai người đều sắc mặt siết chặt, chẳng lẽ lôi ra người đến. Ông, Giang giật trước tiên lấy ra đế cùng đem tất cả mọi người thu vào, Hoàng Phủ Đào Thiên truyền âm ra ngoài cho một gã hộ vệ nói, mở ra bên ngoài cấm chế, nhìn xem là ai. Một gã hộ vệ đem cấm chế mở ra, rất nhanh truyền âm vào đây nói, thiên gia, là một tiếu công tử cùng nhất niệm tiểu thư. Tư đồ nhất tiếu tư đồ nhất niệm hoàng phủ đào thiên nhướng mày cùng giang giật nói ra tư đồ ra đến thật nhanh chúng ta cùng đi nghinh đón hạ tốt giang giật đứng dậy cùng hoàng phủ đào thiên đi ra phía ngoài quả nhiên thấy một thân màu trắng cẩm bào tư đồ nhất tiếu cùng một bộ váy đen tư đồ nhất nghiệp hai người cũng không có mang hộ vệ vào đây để bọn hắn lưu tại bên ngoài giang giật gặp qua một tiếu công tử nhất niệm tiểu thư thân phận đã bại lộ cũng không che che lấp lấp giang giật chắp tay mỉm cười nói mau mau mời đến Giang Huynh giấu giếm cho chúng ta thật đáng ha. Tư đồ nhất tiếu cười khổ nói, danh chấn đông hoàng đại lục kỳ nhân, tại thần tứ thành bên trong ẩn thân mấy tháng, chúng ta tối nay mới biết được, nhà chúng ta phụ trách tình báo trưởng lão, mới vừa rồi bị lão ra tử hung hăng khiển trách một trầu đâu. Ha ha, Giang giật cười một tiếng giải cùng hai người song song trong triều viện đi đến, giải thích nói, Giang mỗ khắp nơi đều có cửu ra, nếu không giấu kín thân phận, sợ là giờ phút này đều không gặp được hai vị. Không bị người ghen là tầm thường, Tư đồ nhất tiếu nhún vai một cái nói, trong lịch sử mãnh nhân, cái nào không phải cửu ra khắp nơi thiên hạ giang huynh bằng chừng ấy tuổi tựu sông giao uy danh hiển hách, để cười một tiếng rất là hổ thẹn a. À. Trong lúc nói cười, mọi người đã tiến vào trong nội viện, hoàng phủ đào thiên một mực bồi tiếp giang giật, mặc dù tư đồ nhất tiếu hai huynh muội xem tình huống không có khả năng hại giang giật, nhưng hắn vẫn là quyết định cẩn thận là hơn. Nội viện không có thị nữ, phượng loan bọn người tiến vào đế cung bên trong, giang giật tự tay rót một chén trà cho hai người, lúc này mới hỏi, hai vị đêm khuya giá lâm, nhưng có chuyện quan trọng gì? Tư đồ nhất niệm cười nhạt một tiếng, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói tiếp, cũng không có chuyện đặc biệt, chỉ là tối nay sự tình trở về cùng lão gia tử thông báo về sau, lão gia tử để chúng ta tới bồi giang huynh đệ lại mấy ngày, hắn sợ thành nội không bình tĩnh a à? a à, giang giật cùng hoàng phủ đào thiên cùng nhau động dung, cái sau cũng vì tư đồ ngạo quyết đoán cảm khái không thôi, cái gì gọi là thành ý vì mời chào giang giật, Tư đồ ngạo không tiếc tỏ rõ ý đồ phải đắc tội lôi lão hổ, thậm chí. Đều mặc kệ Giang giật có thể hay không bị đáp ứng gia nhập tư đồ ra. Giang giật sửng sốt một chút, đứng dậy thật sâu thở dài, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, tư đồ ra chủ hậu ái để Giang mỗ xấu hổ vô cùng, cười một tiếng huynh cùng nhất niệm tiểu thư tình ý, Giang mỗ cũng ghi nhớ tại tâm. Ha ha, tư đồ nhất tiếu cười dài nói, Giang huynh quá khách khí, kỳ thật có thể kết thân Giang huynh bực này nhân vật, cũng là cười một tiếng vinh hạnh, ngẫm lại năm đó giang huynh một người lực áp đông hoàng cửu đế gia tộc thế hệ tuổi trẻ độc chiếm huyền thần cung trí bảo về sau lại để cho tà phi kiếm vô ảnh truy sát không công mà lui cuối cùng tránh thoát tứ đại gia tộc liên thủ truy sát cười một tiếng không nhịn được tâm trí hướng về làm người làm như giang huynh a à, khoái ý ân cừu tung hoành thiên hạ mới là thật anh hùng chúng ta căn nhà nhỏ bé tại thần tứ thành bên trong dựa vào gia tộc ban cho cùng giang huynh so sánh là giao long cùng chân long có khác a à. những lời này liền xem như Hoàng Phủ Đào Thiên đều không thể không âm thầm gọi tốt, trước đó hắn một mực xem thường tứ đại gia tộc đám công tử ca, giờ khác này cũng đối tư đồ nhất tiếu ấn tượng thay đổi rất nhiều, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói ra, tư đồ nhất tiếu, người tính toán cái gia môn, ta Hoàng Phủ Đào Thiên về sau sao ngươi người bạn này. Tư đồ nhất tiếu khẽ giật mình, lập tức đứng dậy thật sâu vái chào nói, có thể làm Hoàng Phủ Đại ca bằng hiếu, cười một tiếng rất cảm thấy vinh hạnh. Ha ha ha, toàn bộ thần bộ lạc 13 nhà tộc nhiều như vậy công tử, cười một tiếng hẳn là độc nhất người A à vì thế nên uống cạn một chén lớn. Giang giật không có đi lấy ra rượu ngon, ngược lại dừng một lát, nghiêm mặt nói ra, một tiếu công tử, Giang mỗ cũng không gạt ngươi, ta tại Đông Hoàng Đại Lục có huyết hải thâm cừu, ta đã từng lập xuống lời thề, bất diệt võ điện, thề không làm người. Sở dĩ, ta không thể gia nhập các ngươi tư đồ ra, bất quá ta muốn cùng nhà các ngươi làm giao dịch Giang hy vọng các ngươi tư đồ ra giúp Giang mỗ đứng vững áp lực, Hoàng phủ đại ca biết rõ ta có một cái thượng giai đạo văn sẽ dung hợp đại thành, đến lúc đó nhất định đưa tặng thập phúc thượng đảng thiên hỏa cho tư đồ ra, làm tạ lễ. Tư đồ nhất thiếu huynh muội liếc nhau, trên mặt đều là không ngoài dự liệu bên ngoài thần sắc. Giang giật quả nhiên là thiên hỏa tác giả, mà lại cũng không chịu gia nhập tư đồ ra. Tư đồ nhất thiếu trầm mặc một lát, nghiêm mặt nói: Giang huynh khí thôn vạn lý như hổ, lại muốn hủy diệt bắc đế vũ ra đừng nói thiên hỏa không thiên hỏa, liền vì ngươi bực này hào hùng. Tư Đồ gia khẳng định hội giúp hết sở hữu giúp người một tay, không nói Tư Đồ gia, coi như còn lại gia tộc nghe nói, khẳng định cũng sẽ bất kể hiểm khích lúc trước, đông hoàng cửu đế gia tộc thế nhưng là chúng ta 13 nhà tộc thù truyền kiếp. Hoàng phủ Đào Thiên nhẹ gật đầu, bất luận Tư Đồ gia là thật tâm hay là giả dối, chỉ ít lần này làm dáng phi thường thành khẩn, Tư Đồ Nhất Kiếu là một nhân tài, như hắn trở thành Tư Đồ gia gia chủ, tuyệt đối có thể làm cho Tư Đồ gia lực ảnh hưởng tăng lên một bậc thang. Tư Đồ Nhất Kiếu có mấy lời không có nói rõ nhưng ý tứ rất rõ ràng, giao dịch thành công. Tư đồ nhất niệm cũng uyển chuyển cười nói, Giang Huynh mới thật sự là đại sư A, người giấu giếm cho chúng ta thật đáng A, Giang Huynh, tư đồ ra có cái lịch sử tao nhã tiểu Việt, phi thường thích hợp tính tu cùng vẽ tranh, nếu không chúng ta tự rời đi qua A bên kia có thể sẽ có dị động, càng sớm càng an toàn. Giang giật hướng Hoàng Phủ Đào Thiên nhìn một cái, cái sau nhẹ gật đầu, Giang giật thình lình đứng lên nói, được, ta để cho người ta thu thập một phen, về sau quấy giày cười một tiếng huynh cùng nhất niệm tiểu thư. Hoàng phủ đào thiên đưa tới hộ vệ thu thập, từ đồ nhất thiếu cũng ra bên ngoài viện bàn giao một tiếng, từ đồ ra một tên trung giai thiên quân lập tức rời đi, chờ giang giật bọn người thu thập xong đi ra bên ngoài lúc, lại phát hiện từ đồ ra tới mấy chục cỗ xe ngựa, mấy trăm hộ vệ, thiên quân đỉnh phong trưởng lão đạt đến 10 người. Cái này, giang giật cùng hoàng phủ đào thiên liếc nhau, ám đạo từ đồ ra hảo khí phách, trận thế này nói rõ là cho lôi ra cùng lục ra thấy A, à, cũng cho thấy muốn hộ vệ Giang Giật đến cùng quyết tâm. Bốn phía đều là các gia tộc trinh sát, Giang Giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên lên tư đồ ra xe ngựa sang trọng, cũng đều bị đơn giản dò xét đến, rất nhanh toàn trường đều một mảnh xôn xao. Cộc cộc cộc, xe ngựa sang trọng chậm rãi tiến lên thẳng đến tư đồ Đại Việt, thành nội một mảnh tĩnh giật, nhưng vô số cường đại thần thức lại toàn bộ đều khóa chặt cái này mấy chục cỗ xe ngựa. Giang giật ngồi ở trên xe ngựa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được rất nhiều thần thức tứ không kiêng sợ quét tới hiu 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 tại xe ngựa đến thần tứ quảng trường lúc lôi ra trong đại viện mấy trăm người bay lên không toàn bộ người đều khí thế toàn thịnh đằng đằng sát khí cản lại đội xe lôi kỳ viêm đứng ngạo nghễ trong chúng nhân ở giữa khóa chặt giang giật gầm thét giang giật hôm nay không đem hỗn độn xích cùng đại địa giáp giao ra đừng trách chúng ta lôi ra không khách khí cười một tiếng huynh đây là ta cùng giang giật ân oán hy vọng các ngươi tư đổ ra không muốn tham gia nếu không đả thương hai nhà hòa khí cũng không tốt chương 797, đi lên một trận chiến. Hiu hiu hiu, vô số trong xe ngựa lần lượt từng thân ảnh bắn ra, sừng sững ở trên xe ngựa, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng theo trong xe ngựa bắn ra, đứng trên xe ngựa, trong tay bôn lôi đao xuất hiện, trên thân thần thuẫn lấp lánh, bôn lôi đao bên trên lôi hồ lấp lánh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi kỳ viêm, một bộ một lời không hợp liền muốn khai chiến tư thái. Tư đồ nhất tiếu cùng tư đồ nhất niệm cũng ra, hai người trong mắt đều có một ít kinh ngạc, vì sao tư đồ ra rõ ràng trận thế lôi ra còn muốn xuất thủ thật chẳng lẽ chuẩn bị vạch mặt không gì hơn cái này trường hợp hai người cũng không dám tùy ý mở miệng, đây chính là quan hệ đến hai nhà hòa khí. 13 nhà tộc đồng khí liên chi, nếu như gặp phải ngoại địch hội thật chặt đoàn kết cùng một chỗ, đương nhiên 13 nhà tộc khẳng định cũng không phải một khối tấm sắt, bình thường minh tranh ám đấu rất lợi hại, nếu không còn lại cửu đại gia tộc cũng sẽ không bị đuổi ra thần tứ đảo, đi chín đại quần đảo. Liền xem như tứ đại gia tộc bình thường cũng rất là bất hòa tỉ như lôi ra cùng hoàng phủ gia vẫn có ân oán, hoàng phủ kỳ cùng lôi lão hổ đã từng vì một nữ nhân ra tay đánh nhau, hoàng phủ kỳ kém chút bị lôi lão hổ tại sân quyết đấu tiêu diệt, hoàng phủ kỳ một mực thầm hận tại tâm, chưa bao giờ bước vào lôi ra một bước. Đương nhiên nhìn từ bề ngoài, 13 nhà tộc đều rất hòa khí, chưa bao giờ trước mặt mọi người vạch mặt, hôm nay lôi kỳ viêm mang theo nhiều người như vậy, khẳng định cũng là đạt được lôi lão hổ ngầm thừa nhận, muốn thay lôi ra tranh ta mặt mũi, đoạt lại đệ nhất gia tộc tôn nghiêm, hỗn độn xích cùng đại địa giáp như thế chi bảo khẳng định cũng muốn đoạt lại. Nhất định phải bảo trụ giang giật, tư đồ nhất tiếu trong tai vang lên một cái truyền âm, đúng là tư đồ ngạo thanh âm, hắn thân thể một trận dừng một chút, mở miệng nói, kỳ viêm huynh, nếu là lúc trước cười một tiếng chắc chắn sẽ không nhúng tay, nhưng ngay tại vừa rồi giang huynh đáp ứng trở thành nhà chúng ta vinh dự trưởng lão. Đem Giang Huynh tiếp nhập tư đồ đại viện cũng là gia phụ ý tứ, kỳ viêm Huynh, ngươi nói không muốn đả thương hai nhà hòa khí, câu nói này kỳ thật cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Ha ha ha, lôi kỳ viêm đã tiến vào dẫn người ra, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn ánh mắt âm lãnh lóe lên, trầm giọng nói ra, hôm nay nói cái gì cũng vô dụng, giang giật không giao ra hỗn độn xích cùng đại địa giáp, không cho bản công tử dập đầu nhận lỗi, ta quyết không bỏ qua, các ngươi tư đổ ra nếu muốn che chở hắn, kia chỉ có đánh một trận. Chanh chanh, lôi ra hơn 400 thiên quân toàn bộ mở ra thần thuẫn, lấy ra binh khí, lôi ra lượng kiếm tranh tranh, tư đồ gia hộ về cùng thiên quân cũng đều mở ra thần thuẫn lấy ra binh khí, mặc kệ có đánh hay không, khí thế kia không thể yếu tại người, giờ phút này toàn thành lớn nhỏ gia tộc cường giả thần thức thế nhưng là đều tại khóa chặt bên này đâu. Tư đồ nhất tiếu sắc mặt dần dần lạnh xuống, hắn hướng bên người tư đồ nhất niệm vung tay lên nói, nhất niệm, người đi về trước đi, như kỳ viêm huynh thật muốn chơi một đùa, ta chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Tư đồ nhất niệm nhẹ gật đầu, chân ngọc một điểm thân thể hướng tư đồ ra đại viện bay đi, nàng thực lực không cao lắm, nếu là khai chiến, tư đồ ra còn muốn phái người bảo hộ nàng. Xuy suy tư đồ nhất tiếu trong tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, dày đặc khí lạnh, hắn run lên một đóa kiếm hoa, mỉm cười hướng lôi kỳ viêm nói ra, kỳ viêm huynh, nếu không chúng ta đi trước phía trên đùa một trận nếu ngươi có thể thắng ta, chúng ta tư đồ ra lập tức rút đi như thế nào. Bá bá bá, lôi ra một bọn người sắc mặt biến, lôi kỳ viêm thực lực không tệ, cùng tư đồ nhất tiếu đồng dạng đều là trung giai thiên quân, nhưng lôi kỳ viêm thông linh trí bảo bị giang giật đen hắn như cùng tư đồ nhất nghiệm khai chiến vậy tuyệt đối tất thua không thể nghi ngờ a à? hừ sừng sướng ở giữa trên xe ngựa hoàng phủ đào thiên cũng lạnh giọng nói ra lôi kỳ viêm nếu không chúng ta đùa một trận ta tuyệt không vận dụng ngụy thần khí cùng thông linh trí bảo miễn cho nói khi dễ ngươi ngươi nếu có thể thắng ta ta đồng dạng dừng tay rời đi như thế nào ha 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 ở giữa xe ngựa sang trọng bên trong một đạo tiếng cười dài vang lên giang giật thân thể cũng bắn ra cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đứng sóng vai, cười nói, lôi kỳ viêm, nếu không chúng ta chiến một trận cũng được, người nếu có thể giết ta, không chỉ có hỗn độn xích cùng đại địa giáp là ngươi, trên người ta bảo vật đều là ngươi, như thế nào? Ba ba ba, không chung vô hình vang lên ba đạo đánh mặt âm thanh, từ đồ nhất tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên cùng giang giật ngay trước toàn thành người đánh lôi kỳ viêm mặt, đánh ba ba vang, lôi kỳ viêm lại cái giấm cũng không dám phóng một cái. Không có hỗn độn xích cùng đại địa giáp, hắn liền là một cái bình thường trung giai thiên quân, Tư đồ nhất thiếu có hai kiện thông linh trí bảo, Hoàng Phủ Đào Thiên chớ nói chi là, một đao liền có thể đánh chết hắn. Còn, Giang Giật, như không thấy được hắn cùng Lục Lân chiến đấu, có lẽ hắn hội không chút do dự xuất chiến, nhưng Lục Lân mặc hắn đại địa giáp, đồng dạng bị giết, hắn còn thế nào dám xuất chiến. Hừ, hắn lạnh lùng hừ một cái nói, Giang Giật ngươi rất có gan, không bằng đem đại địa giáp cùng hỗn độn xích trả lại cho ta chúng ta đi lên quyết đấu như thế nào. Ngươi xác định, Giang giật ngạo nghệ không sợ nói ra, nếu các ngươi gia chủ chính miệng cùng ta cam đoan, người ta một trận chiến sau tuyệt đối không tìm ta phiền phức, chúng ta quyết chiến bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay, sinh tử bất luận, ta có thể đem hỗn độn xích đại địa giáp mượn ngươi. Mặt khác cái này hai kiện là của ta, mà không phải ngươi, ngươi phải hiểu rõ điểm này. Đây là ta cùng lục lân quyết đấu chiến lợi phẩm, ngươi làm lấy 13 nhà tộc công tử tiểu thư nói, hỗn độn xích cùng đại địa giáp bán cho lục lân, chẳng lẽ lời của ngươi nói là đánh giám sao? Xoạt, Giang giật lời này là dùng nguyên lực quán chú, thanh âm rất lớn, toàn thành rất nhiều người đều nghe được, hắn đây là triệt để không lưu đường sống, chuẩn bị buộc lôi kỳ viêm quyết đấu. Quyết đấu hắn có thể có năm thành nắm chắc mạng sống, như lôi ra cùng tư đồ ra hỗn chiến, hắn trăm phần trăm sẽ chết, nhiều như vậy thiên quân đỉnh phong, muốn giết chết hắn quá đơn giản, trừ phi tư đồ ra chân chính trí chí cường giả xuất thủ bảo hộ hắn, nhưng... Có thể sao, lôi kỳ viêm trầm mặc, đôi mắt lấp lóe, sắc mặt một mảnh xanh xám, Giang giật nói như thế tương đương đem hắn bước vào tuyệt lộ. Hắn nếu không ứng chiến, về sau còn thế nào trong thành làm người lôi ra đệ nhất công tử vậy mà e ngại một người 20 tuổi ngoại nhân khiêu chiến. Tốt, đúng lúc này, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, thanh âm kia rất là uy nghiêm, cũng rất là kinh khủng, tựa như cửu thiên tri thượng lôi giống vang vọng toàn thành, giang giật, người rất có loại. Bản tọa tổ thưởng thức như người loại này dám liều dám giết người trẻ tuổi, hôm nay bản tọa ngay trước toàn thành người mặt đáp ứng ngươi, ngươi cùng kỳ viêm một trận chiến về sau, mặc kệ thắng thua lôi ra chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau vẫn là bằng hữu. lôi đình uy toàn trường tất cả mọi người thân thể chấn động, lôi đình uy lại thay lôi kỳ viêm ứng chiến, không biết hắn là đối con của mình rất có lòng tin, vẫn là nghĩ thay lôi ra cầm lại một chút mặt mũi. tốt, lôi kỳ viêm cũng không thèm đếm xỉa, hắn quát lớn, toàn bộ lui ra, hôm nay ta cùng giang giật quyết nhất tử chiến. giang huynh, tư đồ nhất tiểu ánh mắt nhìn về phía giang giật, có chút ngưng trọng truyền âm nói lôi kỳ viêm thực lực không tệ, trung giai thiên quân, mà lại trên người có cửu chuyển xích huyết đan, người có chắc chắn hay không nếu là không địch lại. Người tiểu độn thiên đào tàu đi, hoàng phủ đào thiên truyền âm âm thanh cũng tiếp lấy vang lên, tình huống không đúng, độn thiên rời đi, trực tiếp rời đi tội đảo, ta sẽ tìm đến ngươi. Giang giật trong lòng ấm áp, từ đồ ra hôm nay xem như triệt để đắc tội lôi ra, bỏ ra giá cả to lớn, từ đồ nhất tiếu lại để hắn độn thiên đào tàu cái này đã không thể xem như lôi kéo được, Tư đồ nhất thiếu là thật tâm hợp lý bạn hắn. Còn Hoàng phủ Đào Thiên càng không cần phải nói, không chỉ có muốn hắn đào tẩu, còn muốn tiếp tục đuổi theo hắn. Ha ha ha, hắn cười to hai tiếng, cảm giác toàn thân hào tình vạn trược huyết dịch sôi trào, nội tâm cũng đối với khát vọng chiến đấu đạt đến cực điểm, trong tay hắn Hỏa Long kiếm xuất hiện, hai chân trùng điệp tại trần xe đạp mạnh, thân thể hóa thành cuồng long bắn thẳng đến không trung, hét lớn, lôi kỳ viêm, đi lên một trận chiến. Tà phi cùng kiếm vô ảnh đều giết không được ta giang giật, người lôi kỳ viêm. Cũng không được, chương 798, lôi kỳ viêm, nhận lấy cái chết. Xoạt, toàn thành vang lên một mảnh tiếng ồn ào, tà phi cùng kiếm vô ảnh đây chính là có rất nhiều tên A, à, rất nhiều không rõ nội tình người, nhao nhao suy đoán giang giật thân phận, có thể bị tà phi cùng kiếm vô ảnh truy sát, vậy tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Giang giật, rất nhiều người nhớ tới lôi kỳ viêm vừa rồi quát lớn âm thanh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng kích động không thôi, giang giật tại huyền đế cung lực ác y thiền tà phi các nàng độc chiếm trí bảo, sau đó bị tà phi kiếm vô ảnh truy sát, còn để bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về, việc này đã sớm truyền khắp thần tứ bộ lạc. Giang giật muốn liền là loại hiệu quả này, như là đã bại lộ thân phận, vậy liền rõ ràng tại thiên hạ đi. Hoàng Phủ Đào Thiên nói, hắn tại thần tứ bộ lạc có rất nhiều tên, hắn đem thân phận công bố về sau, lôi đình uy muốn lật lọng, vậy sẽ phải suy tính một chút thành nội con dân phản ứng hưu lôi kỳ viêm thân thể đi theo đằng không mà lên tư đồ ra cùng lôi ra các trưởng lão cũng đều bay vụt mà lên tư đồ nhất tiếu cùng hoàng phủ đào thiên theo sát phía sau thần tứ thành trên không vốn có vòng bảo hộ tại thời khắc này lặng lẽ đóng lại mọi người nhẹ nhõm bay vụt mà lên vù vù hai nhà trưởng lão cùng hoàng phủ đào thiên bọn người bay vụt lên giữa không trung về sau cũng không có tới gần giang giật cùng lôi kỳ viêm mà là phân biệt hướng bốn phía tản ra tránh cho có người sơn phỉ hai người đánh lén lôi đình uy đã hạ lệnh như vậy hai nhà trưởng lão cũng sẽ không làm liên quan hai người quyết đấu coi như lôi kỳ viêm hoặc là giang giật trơ mắt chết ở trước mặt mọi người bọn hắn cũng không có khả năng nhúng tay hiu 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 trong thành trì rất nhiều võ giả cũng đằng không mà lên rất hiểu quy củ đứng sừng sững giữa không trung hội tụ một đoàn chỉ là mười mấy hơi thở thời gian tự có mấy vạn người bay vụt lên giữa không trung chủ yếu là thành nội lớn nhỏ gia tộc thế hệ tuổi trẻ những cái kia ban đêm quyết đấu lúc quan chiến đại gia tộc công tử tiểu thư cũng ra lục vũ thình lình ngay tại trong đó. Giang giật cùng lôi kỳ viêm lên cao vạn trượng uổng phí, còn bay đi thần tứ thành bên trái mấy trăm dặm, tránh cho hai người chiến hỏa tác động đến thành nội. Giang giật trong lòng bàn tay sáng lên, hỗn độn xích cùng đại địa giáp xuất thủ bên trong, hắn tựa như ném rác rưởi, tiện tay hướng xa xa lôi kỳ viêm ném đi, đồng thời lạnh nhạt cười nói, lôi kỳ viêm, ta chỉ cấp ngươi mười hơi thời gian, ngươi như không luyện hóa được, kia đừng trách ta vô tình. A, à, vô số người phát ra một tiếng kinh nghệ, giang giật thật đúng là trả lại lôi kỳ viêm a trả lại hắn mười hơi thời gian luyện hóa cái này đồ vật là của hắn coi như giải trừ linh hồn ấn ký thông linh trí bảo khí linh cũng rất quen thuộc khí thức của hắn mặc dù không thể toàn bộ luyện hóa cũng sẽ đơn giản luyện hóa hơn phân nửa đường đường chính chính quang minh lỗi lạc giang giật rõ ràng muốn thắng được quang minh chính đại để lôi ra không lời nào để nói nhất cử giải trừ nỗi lo về sau hoàng phủ đào thiên cùng tư đồ nhất tiếu cũng khẩn trương tư đồ nhất nghiệm lần nữa bay ra ngoài bên người có một tên trưởng lão cùng đi, một đôi mắt đẹp bên trong sòng ánh sáng lưu chuyển, không thể trói mắt. Ông, lôi kỳ viêm nguyên lực biên cuồng quán chú tiến vào đại địa giáp cùng hỗn độn xích, hỗn độn xích dần dần phát sáng lên, đại địa giáp cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sáng lên, rất nhanh ẩn vào lôi kỳ viêm trong thân thể. Giang giật hỏa vân khải hiển hiện, toàn thân sáng lên vạn trượng hồng quang, hỏa vân khải bên trên từng đạo hồng quang như như hỏa long du tẩu, dị thường lộng lẫy, để hắn cũng thay đổi thành một tôn vô địch thần đề rất đẹp trai nha, một vài gia tộc lớn tiểu thư đôi mắt tỏa sáng, giang giật tại sân quyết đấu lúc đã biến trở về bộ dáng lúc trước, toàn thân làn da tốt làm người ta nữ tử hâm mộ, tuổi trẻ bề ngoài lại có được một cỗ đại thúc trầm ổn tang thương khí chất, xa xa không phải lục lân loại kia tiểu bạch kiểm có thể so, trong tay hắn hỏa long kiếm vừa hiện, nguyên lực chấn động sóng lửa nhập vào xuất ra, càng lộ ra khí thế bất phàm. Mười hơi thời gian đến, hắn đột nhiên quát khẽ, hỏa long kiếm bên trên lôi hỏa lấp lánh, đem hắn bao phủ đi vào, rất nhanh lôi hỏa lại co rút lại, lôi hỏa thần thuẫn ngưng hiện. Hắn một cái tay khác vượt qua thiên ấn xuất hiện, nhẹ nhàng nâng lên một chút vượt qua thiên ấn bay lên trời, biến thành một tòa cự đại mới đỉnh, tựa như núi cao trùng điệp hướng lôi kỳ viêm đè xuống. Lui, lôi hỏa thần thuẫn vừa ra, bốn phía không khí lập tức nóng rực lên, mặc dù người quan chiến khoảng cách xa xôi, nhưng một vài gia tộc lớn công tử tiểu thư thực lực cũng không mạnh, kia sóng nhiệt cuốn tới, để không khí cũng hơi bóp méo, bọn hộ vệ nhao nhao bạo giống, kia quan chiến mấy vạn người gần như đều lui nhanh hơn 10 dặm. Hừ, lôi kỳ viêm lạnh lùng hừ một cái, bên ngoài cơ thể đại địa giáp hiển hiện, giáp bên trên từng mảnh lân giáp bên trên phủ văn lấp lánh, khí tức hãi nhiên. Đồng thời hắn hỗn độn xích đột nhiên hướng bầu trời đánh xuống một thước, nguyên lực cuồn cuộn theo hắn hỗn độn xích bên trên ngưng tụ mà ra, giữa không trung xuất hiện một tòa cự đại núi cao, kia núi cao nhìn không giống như là nguyên lực ngưng tụ mà thành hư ảnh, tựa như một tòa chân thực cự đại sơn nhạc, núi cao mang theo hào hùng khí thế, không thể ngăn cản khí tức hướng vượt qua thiên ấn hung hăng đánh tới. Oanh, núi cao cùng vượt qua thiên ấn va chạm, rất nhiều người đều cảm giác trái tim run lên, tiếp lấy màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức, núi cao bị tươi sống đánh sơ xác, vượt qua thiên ấn cũng bị đập bay ra ngoài, bốn phía không gian chấn động, mắt trần có thể thấy sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, cuồng phong gào thét, tiếng oanh minh mặc kim liệt thạch, không gian từng mảnh vỡ ra, làm cho lòng người giật mình. Thổ hệ đạo văn, Giang giật cũng không phải là chưa thấy qua thổ hệ đạo văn, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng thổ hệ đạo văn công kích. Hắn nhìn thấy lôi kỳ viêm một chút cũng không có bị nhiệt độ cao đốt bị thương dáng vẻ khe khẽ thở dài. Cái này đại địa giáp quá thần kỳ, có thể ngăn cách nhiệt độ cao. Ông, hắn không còn bảo lưu thực lực, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau ra lôi kỳ viêm thân thể trên không, khoảng cách bất quá ngàn trường. Chết, lôi kỳ viêm thần thức không tệ, trước tiên đánh giá ra không gian ba động, đại địa thước đột nhiên hướng giang giật chỗ không gian đánh xuống, từng đạo màu vàng nguyên lực ngưng tụ, một tòa núi cao lần nữa thành hình, đột nhiên hướng giang giật pha chạm mà đi. Thần âm thiên kỹ, giang giật giống giận, hoàn toàn không để ý kia bay tới núi cao, hỏa long kiếm động kinh múa, kéo theo bốn phương tám hướng gió thổi phật bay múa, từng đạo âm thanh khủng bố vang lên, xé rách thương khung, đâm thủng màng nhĩ, làm người ta buồn nôn khó chịu đến cực điểm. Cùng một thời gian, hắn một cái tay khác đột nhiên đánh ra một trường, kia là một cái rất nhỏ bàn tay nhưng là thất thải bên trong truyền đến hạo nhiên vô kiên bất tồi khí tức rõ ràng là cửu thiên tinh thần chi lực đây là thanh âm gì trưởng lão ta thật là khó chịu ẹt quan chiến một chút công tử tiểu thư chúng chiêu mặc dù khoảng cách rất xa nhưng giang giật toàn lực thi triển thanh âm kia quá kinh khủng có các vị tiểu thư càng là nguyên lực đều nhiễu loạn thân thể bay thấp xuống dưới ở giữa không trung nôn khan không ngừng a à, lôi kỳ viêm quả nhiên chúng chiêu khó chịu hai tay dâng đầu trên không trung quay cuồng lên, hắn cách quá gần, kia quỷ âm để đầu hắn đều muốn nổ tung. Oanh, phía trên màu vàng đất núi cao cùng cửu thiên tinh thần chi lực đụng vào nhau, một đạo kinh thiên động biệt tiếng oanh minh vang lên, từng đạo kinh khủng sóng chấn động bao phủ đi, không gian lập tức bị xé nứt bắt đầu vặn vẹo, không gian sóng chấn động đem giang giật cùng lôi kỳ viêm đều đập bay ra ngoài, bốn phía không gian tựa như điện xả phá không, đều là đạo đạo vết rách, cực kỳ kinh khủng. Phốc, phốc, Giang giật cùng lôi kỳ viêm ở giữa không trung đều tiên huyết cuồng phún, hai người khoảng cách bạo tạc trung tâm quá gần quá gần, giang giật lôi hỏa thần thuẫn bạo liệt, nếu không phải có hỏa vân khải, hắn giờ phút này đều bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát. Lôi kỳ viêm cũng không chịu nổi, đại địa giáp mặc dù là hắn, nhưng ngắn như vậy thời gian hắn không có khả năng hoàn toàn luyện hóa triệt để thông linh, lực phòng ngự tự nhiên yếu đi rất nhiều, không bằng hắn thụ thương xa xa không có giang giật nghiêm trọng. Lôi kỳ viêm, nhận lấy cái chết. Giang giật khóe miệng đều là tiên huyết, đau toàn thân đều đang run rẩy, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, thân thể như cuồng long bay vụt đi lên, trong tay hỏa long kiếm cuồng vũ không ngừng, từng đạo chói tai âm thanh khủng bố vang lên không ngừng, hắn hỏa long kiếm tại thời khắc này cũng bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long, mi tâm mấy chục thanh hỏa hồng hồn kiếm gào thét mà đi, chuẩn bị nhất cử diệt sát lôi kỳ viêm. Sinh tử chi chiến không có bất kỳ cái gì tình ý có thể giảng, chỉ có toàn lực chém giết đối phương, nếu không chết người đem là hắn chương 799, đột nhiên xảy ra dị biến. a à, a à, lôi kỳ viêm bị kia như quỷ khóc sói chu thanh âm làm cho thống khổ không chịu nổi, cực kỳ khó chịu, cũng cảm giác bên tai có một vạn con con vịt đang gọi, để hắn phiền muộn đến cực điểm chính là cái này lại không phải công kích linh hồn. Hắn mi tâm đồng dạng có thượng đẳng lôi ấn, nhưng không có bất kỳ cái gì năng lượng tiến vào linh hồn trong thức hải, hắn lại như thế nào phòng ngự linh hồn. Ách, à, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm chí mạng, linh hồn chấn động, sinh từ thời khác để hắn giờ khắc này não hải trở nên phá lệ rõ ràng ánh mắt của hắn quét qua con ngươi nhíu lại nhìn thấy mấy vạn đầu tiểu hỏa long bên trong mấy chục đạo hồng quang toàn thân lập tức hàn khí hứa ra tựa như một chậu nước lạnh theo nó đầu rót hắn một thân lôi ấn hắn biết rõ lục lân liền là chết bởi cái này mấy chục đạo hồng quang phía dưới tự nhiên không dám khinh thường lôi ấn lấp lánh mà ra quay chung quanh đầu của hắn xoay tròn như thế trước mắt hắn mạnh mẽ quên đi loại kia âm thanh khủng bố nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhất định phải ngăn trở những cái kia hồng quang bằng không hắn rất có thể bộ lục lân theo gót Hừ, giang giật tiếng hừ lạnh vang lên trong tay hỏa long kiếm múa càng thêm điên cuồng từng đạo chói tai thanh âm vang vọng khắp nơi để càng nhiều tiểu thư công tử nhẫn nhịn không được không ngừng ôm đầu lui lại rất nhiều cường giả cũng trên mặt kinh sợ thịnh danh chi hạ quả nhiên vô hư sĩ giang giật có thể tại huyền thần cung nội lực áp cửu đế gia tộc công tử tiểu thư để tà phi kiếm vô ảnh thất bại tan tác mà quay trở về quả nhiên bất phàm chỉ bằng cái này hỏa diễm cùng thần âm thiên kỹ liền có thể thấy đốm a à, lôi kỳ viêm thống khổ chu lớn nhưng hắn vẫn như cố cực lực khống chế lôi ấn tại vây quanh đầu điên cuồng vận chuyển phòng ngự lấy hồn kiếm tiến công đồng thời trong tay hắn hỗn độn xích lần nữa đột nhiên bổ ra một tòa so vừa rồi còn phải lớn hơn mấy phần núi cao nhanh chóng ngưng tụ liền muốn tươi sống đập chết giang giật giang giật giờ phút này thế nhưng là không có ngưng tụ lôi hỏa thần thuận a chết giang giật bạo hống khống chế gấp thừa bốn người đem hồn kiếm điên cuồng hướng lôi kỳ viêm phóng đi lôi ấn tốc độ thật nhanh có mười mấy thanh đem hồn kiếm trong nháy mắt bị hủy diệt nhưng còn có hơn hai mươi đem suốt vào lôi kỳ viêm mi tâm tiến vào hắn linh hồn trong thức hải a à, không lôi kỳ viêm thân thể chấn động linh hồn bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn sợ hãi bạo hống trong mắt của hắn trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng thậm chí đều quên khống chế lôi ấn đi vào phá hủy hồn kiếm hắn vô cùng rõ ràng coi như có thể phá hủy một chút hồn kiếm linh hồn của hắn cũng tuyệt đối sẽ sụp đổ. Suy suy, hắn lập tức sẽ thành hình thổ hệ đạo văn núi cao cũng sụp đổ, linh hồn đều bị công kích, còn thế nào phóng thích đạo văn. Giang giật, làm cho tiểu nhi một mạng đi, vừa rồi lời hứa của ta vẫn như cũ hữu hiệu, trước kia ân oán xóa bỏ đi. Ngay tại giang giật muốn tiêu diệt lôi kỳ viêm thời điểm, một đạo nhàn nhạt truyền âm vang lên, thình lình đúng là lôi đình uy. Giang giật cũng theo cảm ứng được phía dưới hoang dã bên trong có một đạo như có như không khí tức, xem ra là lôi kỳ viêm dùng đại thần thông giấu ở phía dưới. Hắn con người nhất chuyển, khống chế hồn kiếm ngừng công kích, đồng thời thần thức phúc tán xuống dưới, khóa chặt đạo thân ảnh mơ hồ kia truyền âm nói, lôi gia chủ không phải mới vừa nói tuyệt đối không nhúng tay vào sao ngươi lật lọc, để ra mỗ như thế nào tin tưởng ngươi về sau có thể hay không đồng dạng đâu. Hừ, lôi đình uy truyền âm rất nhanh vang lên, tiểu tử. Cho ngươi mặt mũi không muốn đúng không có tin ta hay không một trưởng vỗ chết ngươi lão phu nhất ngôn cửu đỉnh nói không truy cứu tựu không truy cứu, ha ha ha, Giang giật giận quá mà cười, nổi giận truyền âm nói, vậy ngươi đập a, à, ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo con của ngươi chôn cùng. Nói xong, Giang giật khống chế hồn kiếm điên cuồng công kích, lôi kỳ viêm vừa mới đạt được cơ hội thở dốc, lập tức lại ôm đầu trên không trung lăn lộn phẫn nộ gào thét, trên mặt cơ bắp đều bắt đầu vặn vẹo, nếu không phải linh hồn hắn so lục lân lớn mạnh một chút, giờ phút này đã sớm chết. Tốt A, à, người thắng. Lôi đình uy có chút thanh âm dồn dập truyền tới, dừng tay đi, nói ra điều kiện của ngươi. Giang giật con ngươi nhất chuyển, lại ngừng công kích, truyền âm qua, ngươi làm lấy toàn thành người mặt, cam đoan sẽ không tìm ta phiền phức, còn có. Hỗn độn xích cùng đại địa gia là chiến lợi phẩm của ta, nhất định phải trả lại tại ta. Thanh, giao, lôi đình uy cơ hồ là cắn răng nghiến lợi truyền âm tới, thanh âm kia bên trong ẩn chứa nổi giận, giang giật tin tưởng như giờ phút này không phải toàn thành đang chăm chú, Lôi đình uy đã sớm một trưởng vỗ chết hắn. Ây, những cái kia người quan chiến đột nhiên phát hiện giang giật mấy chục thanh hồn kiếm theo lôi kỳ viêm trong đầu bay ra, không có vào mi tâm của hắn, hắn còn đình chỉ công kích, thu hồi vượt qua thiên ấn, không nhịn được rất là kinh ngạc, giang giật tại tối hậu quan đầu lại nương tay. Kỳ quái hơn chính là, lôi kỳ viêm thật dài phun ra mấy hơi thở lại không nói một lời, giải trừ hỗn độn xích cùng đại địa giáp dấu ấn tinh thần ném cho giang giật, sau đó hướng thành nội bắn ngược mà quay về. Không đánh, rất nhiều người nháy nháy mắt, bất quá cũng rất nhanh nhĩ thông suốt, rõ ràng là lôi ra cùng Giang giật đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, chiến đấu kết thúc Giang giật thắng, đồng thời đạt được hỗn độn xích cùng đại địa giáp. Một trận chiến này lôi kỳ viêm bại, Giang giật chủ động cùng bản tọa đàm phán, bản tọa cũng tự nhiên nói ra có tin, trước kia Giang giật cùng lôi ra ân oán, xóa bỏ, lôi ra tất cả mọi người nghe lệnh, không phải lại tìm Giang giật phiền phức. Một đạo phiêu miểu thanh âm cũng tại thiên không vang lên, lôi đình uy công khai hứa hẹn, Giang giật thở ra một hơi thật dài, đang chuẩn bị hướng thành nội bay đi, nhưng ở giờ khắc này trong lòng hắn lại dâng lên cực độ bất an, hắn hỏa long kiếm trước tiên sáng lên, lôi hỏa tuôn trào ra ngưng kết lôi hỏa thần thuẫn, đồng thời hỏa vân khải tản mát ra vạn trượng hồng quang. Giang giật cầu tặc, dám giết lục lân công tử, nhận lấy cái chết. Giết Giang giật, là lân công tử báo thù. Giang giật, lục đồng đều ở đây, nhận lấy cái chết. Ba đạo quát lớn tiếng vang lên, ba đạo thân ảnh theo người quan chiến trong đám nổ bắn ra mà ra, như kích quang điện ảnh tốc độ nhanh đến dọa người, ba người một người trong đó đột nhiên đánh ra một cái đại thủ ấn, khoảng chừng trăm trượng đại, phía trên lực lượng hủy diệt lấp lánh, không gian cũng tầng tầng chấn động, so vừa rồi bạo tạc lúc chấn động đến còn muốn lợi hại hơn. Một người khác trong tay một cái nỏ máy quang mang lóe lên, một cái màu đen cung tên như cửu thiên chi thượng đánh xuống lôi điện hướng giang giật vào tới. Người thứ ba công kích càng kinh khủng, trong tay xuất hiện một cái kim luân, kim luân bên trên phủ văn lấp lánh, đúng là thông linh trí bảo kim luân trên không trung điên cuồng xoay tròn, bên ngoài đều là từng thanh từng thanh lưỡi dao, nếu để cho những này lưỡi dao lướt qua, sợ là đầu lại biến thành huyết tương A. À. Ba tên thượng giai thiên quân, còn có một cái thông linh trí bảo. Toàn trường một mảnh xôn xao, nhìn qua từng mảnh từng mảnh bị xé nứt không gian, toàn bộ đều nội tâm hoảng hốt, ám đạo lục ra lần này càng như thế có loại bọn hắn không sợ tư đồ ra tìm phiền toái sao. Giang huynh đệ nhanh độn thiên, Hoàng phủ đào thiên đằng không mà lên, nghiêm nghị đại hống, trong tay bôn lôi đao bên trên lôi quang lấp lánh, không chút do dự thả ra hắn công kích mạnh nhất, lôi điện điện ảnh đạo văn. Mười vị trưởng lão mau ra tay, tư đồ nhất tiếu cũng giống giận, mười vị tư đồ ra thiên quân đỉnh phong lại trần chờ bọn hắn nghe được ba người kia tiếng giống bản năng không dám động thủ, dù sao cũng là người của lục gia, không có tư đồ ngạo mệnh lệch, sao có thể tùy ý đánh giết ba tên lục gia trưởng lão. Độn thiên, sang giật cười khổ không thôi, người đầu tiên một trưởng kia rõ ràng dung hợp cường đại không gian đạo văn, thậm chí một trưởng này rất có thể là thượng giai đạo văn, không gian chấn động quá lợi hại, hắn thân thể đều căn bản không có cách nào khống chế, lại như thế nào độn thiên đâu. Không đúng, ta không biết bọn hắn. Lục Phú tại lúc này đột nhiên kinh nghi khẽ kêu, bọn hắn giống như không phải chúng ta người của lục gia. Bá bá bá, toàn trường biến sắc, ba người này không phải người của lục gia, vậy vì sao phải giả mạo lục gia trưởng lão cho lục lân báo thù đáp án vô cùng sống động, ba người này tuyệt đối là đông hoàng đại lục gian tế. Cắt cắt chương 800, thời gian ngược dòng, ba người này đích thật là đông hoàng đại lục gian tế, ba người tại xế chiều thông qua đặc thù đưa tin mật trận nhận được mệnh lệnh, cửu đế gia tộc mấy nhà mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào giết chết giang giật, tội đảo không thể xuất hiện một tên họa đế, mà tại vừa rồi biết rõ giang giật thân phận về sau, ba người càng là không trần chờ chút nào. Ba người bản phận thuộc khác biệt gia tộc, đều là tử sĩ, nhưng ở giờ khắc này đều lựa chọn xuất thủ. Bởi vì lại không ra tay tựu không có cơ hội, tư đồ ra vừa rồi liền chuẩn bị đem giang giật tiếp nhập tư đồ đại viện, cái nhà kia bên trong thế nhưng là ở mấy lão già, đừng nói bọn hắn người ba cái, coi như lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần người cũng chỉ có chịu chết. Ba người rất thông minh, giả mạo người của lục gia thành công để rất nhiều cường giả sinh lòng lo lắng không dám ra tay, ba người hôm nay cũng không có ý định sống, có thể chém giết giang giật mạng của bọn hắn liền đáng giá tiền, bọn hắn hậu đại sẽ vinh quang vạn thế, chỉ cần cửu đế gia tộc bất diệt chết, cầm trong tay thông linh trí bảo một tên lục soát đến ra bọc xương lão giả, trong mắt đều là điên cuồng, hắn trước kia ngoài ý muốn đạt được một kiện ngụy thần khí, đồng thời thành công thông linh, giờ phút này đã ôm quyết tâm quyết tử, đương nhiên sẽ không ẩn giấu thực lực. Cái kia thanh kim luân mang theo xoắn diệt hết thảy khí tức hướng giang giật xoay tròn mà đi, hắn tin tưởng chỉ cần giang giật bị đánh trúng, cho dù có hỏa vân khải cũng phải chết. Vạn trượng, năm ngàn trượng, năm trăm trượng, kim luân lão giả trong mắt quang mang bày ra đến dọa người, còn lại hai người khóe miệng cũng lộ ra tàn cười giang giật bị không gian chấn động như nộ hải bên trong một chiếc thuyền nhỏ căn bản không có cách nào độn thiên hoàng phủ đào thiên công kích sẽ theo trong hư không xuất hiện rất có thể sẽ chém giết một người từ đồ ra trưởng lão cũng kịp phản ứng nhào nhào chuẩn bị công kích nhưng hết thảy đều đã muộn giang giật cầu tặc phi thiếu để cho ta hướng ngươi vấn an bắn ra nỏ máy tráng hán ánh mắt lộ ra một tia khoái ý lớn tiếng giống lên bên cạnh hắn không gian tại có chút ba động một đạo đao mang phá vỡ hư không xuất hiện, đao mang kia bên trong có lấy hào quang bảy màu, còn có lôi quang lấp lánh, càng có màu đen lực lượng hủy diệt, đây là hoàng phủ đào thiên công kích mạnh nhất ngũ hành đạo văn lôi quang điện ảnh. Tráng hán này biết rõ chính mình ngăn không được, cũng nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy cái chết, có giang giật chôn cùng hắn cũng đáng. Dầm dầm dầm, ô ô, kim luân mang theo đạo đạo không gian chấn động, còn có từng đạo tiếng giết gào thét mà đến, giang giật nhìn xem kia một mảnh lãnh quang, người thấy khí thức tử vong, trong lòng của hắn âm thầm thở dài, y thiền quả nhiên không có lửa hắn, ở bên ngoài thế giới cao điệu sẽ chết a à. Không, hoàng phủ đào thiên thân thể còn tại hướng bên này bay vụt mà đến, bôn lôi đao bên trên lôi quang lấp lánh chuẩn bị lần nữa phóng thích lôi quang điện ảnh, hắn trơ mắt nhìn qua kim luân hướng giang giật đi vòng quanh, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào lên đau xót. Hắn cùng giang giật ở chung không lâu, nhưng lại cảm giác giống như là huyết nhục tương liên thân huynh đệ, giờ phút này trơ mắt nhìn xem hắn chết. Hoàng phủ đào thiên nội tâm thống khổ có thể nghĩ. Hừ, ngay một khắc này, trong hư không vang lên một đạo tiếng hừ lạnh, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người linh hồn vì đó chấn động. Tại cái này tiếng hừ lạnh vang lên thời điểm, hư không chi thượng phong vân biến sắc, bốn phương tám hướng số vạn lý đều vang lên từng đạo không bạo âm thanh, tiếp lấy cửu thiên chi thượng một cái to lớn ngón tay đột ngột xuất hiện, chậm ung dung hướng phía dưới dọc theo mà tới. Kia là một cái tay của lão nhân chỉ, tay kia chỉ kỳ thật cũng không lớn, nhưng tầm mắt mọi người đều chỉ có cái này ngón tay, ngón tay nhìn không nhanh, nhưng trong nháy mắt ra giang giật bọn người phía trên hư không. Ông, ngón tay tựa như nhẹ nhàng điểm tại bình tĩnh trong nước đồng dạng, bốn phía không gian tạo nên tầng tầng liên y. Tiếp lấy chuyện thần kỳ phát sinh, kia kim luân vậy mà bắt đầu bay ngược trở về, phía sau cung tên cũng bắt đầu bay ngược, giang giật thân thể đồng dạng trên không trung lăn lột, mà cái kia tráng hán tại vừa rồi nhắm mắt lại, giờ phút này lại mở ra. Bên cạnh hắn không gian đã lộ ra một nửa lôi quang điện ảnh đao mũi nhọn cũng rụt trở về, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng hướng đường cũ trở về. Giờ khắc này, tựa hồ giống như điện ảnh tại lộn ngược một bên, hết thảy đều ngã trở về, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đầu não dị thường thanh tình, đều có thể rõ ràng cảm ứng được bốn phía hết thảy. Thất tinh đạo văn, thời gian ngược dòng, nơi xa một đạo tiếng kinh hô vang lên, Hoàng Phủ Đào Thiên giờ khắc này đôi mắt cũng bày ra đến dọa người, hắn điên cuồng cười ha ha. Phía dưới tư đồ nhất tiếu kích động thân thể loạn chiến, tư đồ nhất niệm trong đôi mắt sương mù tràn ngập, đương nhiên càng nhiều người lại thân thể cùng tâm linh đều thật sâu chấn động. Thời gian ngược dòng, đây là thần tứ bộ lạc người mạnh nhất lôi ra lão tộc trưởng tối cường đạo văn, đạo văn này công nhận trong bộ lạc không người là địch, thời gian đều có thể ngược dòng, ai có thể giết chết lôi ra lão tộc trưởng. Suy suy, cái tay kia chỉ đột nhiên biến mất ở giữa không chung, một cái giả nua tay xuất hiện, chậm rãi hướng tên kia có được kim luân lão giả chộp tới, tựa như là một cái phổ thông tay nắm lên một cái tiểu kê, Kim Luân lão giả liền phản kháng một tia lực lượng đều không có, nhẹ nhõm bị bắt lại, cái kia già nua tay hơi động một chút, Kim Luân lão giả hóa thành một mảnh bột mịn, lưu lại một đạo thảm tuyệt luân cũng chính là kêu thảm. Suy suy, già nua tay lại là nhoáng một cái, tiếp lấy hướng hai người khác chụp tới, đồng dạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai người nhẹ nhõm bị bắt lại, sau đó bóp thành bột mịn, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mộng, nhìn qua cái kia già nua tay, một cỗ sợ hãi, không cách nào kháng cự ý chí tuôn ra tất cả mọi người trong đầu, tựa như kia là một cái thần tay, ai cũng bộ pháp kháng cự công kích của hắn, bất kỳ người nào đều có thể bóp thành bột mịn. Thời gian đều có thể ngược dòng thượng giai thiên quân tùy ý bóp chết đây chính là đến gần vô hạn thần tồn tại sao. Giang giật nuốt xuống một miếng nước bọt, toàn thân huyết dịch đều bắt đầu cháy rừng rực, loại thủ đoạn này có thể nói thông thiên, có được thủ đoạn như thế bên trong người, cũng hoàn toàn chính xác vô tuyến tiếp cận với thần, đây chính là nửa thần cảnh. Đông Hoàng Đại Lục người nghe, chuyển cáo chủ tử các ngươi, muốn chiến, đường đường chính chính đến chiến, đừng có dùng những này tiểu thủ đoạn, mất mặt xấu hổ, yếu đi cửu đế uy phong. Thần tứ bộ lạc bên trong người đều là con dân của chúng ta, dám can đảm làm loạn, giết chết bất luận tội. Một giọng già nua vang lên, cái tay kia cũng biến mất vô tung vô ảnh, thanh âm không lớn, nhưng làm cho tất cả mọi người đều kích động không thôi, kia quan chiến mấy vạn người, bao quát từ đổ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên bọn người toàn bộ một gối quỷ xuống, tay trái xoa ngực, gây nên cho sùng kính nhất lễ nghi, là thần tứ bộ lạc thủ hộ thần một trong thi lễ, cũng vì đan võ đạo trí cường giả hành lễ. Giang giật ổn định thân hình, cung kính bái, nội tâm lại là có chút kinh ngạc, hắn hôm nay để lôi ra ném vào mặt mũi, cái này lôi ra lão tộc trưởng lại xuất thủ cứu hắn. Lôi tiền bối, khắp nơi bình tĩnh đột nhiên bị một đạo quát khẽ âm thanh đánh vỡ, hoàng phủ đào thiên lại đột nhiên mở miệng xin hỏi. Thế giới này, thật có thể phá toái hư không, bạch nhật phi thăng sao? Rất nhiều người có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ nghĩ rất nhanh bình thường trở lại, những lão gia hỏa này nhưng từ không lộ diện, coi như Hoàng phủ Đào Thiên trước kia tại Hoàng phủ gia khẳng định cũng không có tư cách nhìn thấy nhà hắn lão tộc trưởng. Dù sao lúc bắt đầu Hoàng phủ Đào Thiên tại Hoàng phủ gia địa vị rất thấp, giờ phút này khó được bộ lạc người mạnh nhất ra mặt, hắn tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội. Lôi ra lão tộc trưởng cũng không có lập tức trả lời chắc chắn Hoàng phủ Đào Thiên vấn đề, mà là đợi trọn vẹn mấy chục hơi thở thời điểm hắn thanh âm giả nua mới vang lên lần nữa, đan võ đạo khó khăn, khó như lên trời, thuận thì phàm, bay ngược tiên, thần ma chỉ ở trong một ý niệm. Đại đạo cao chót phót, chúng ta làm phá thương khung, giận lên trời. Hoàng phủ ra tiểu nhi, đây là huyền đế trước kia lưu lại, tự ngộ đi. Ông, Hoàng phủ đào thiên cùng giang giật còn có rất nhiều công tử trẻ tuổi đôi mắt thoáng cái sáng như ngôi sao, lôi ra lão tộc trưởng cũng không có phủ nhận phi thăng sự tình kia đại biểu tất cả mọi người có cơ hội trở thành cái thứ hai huyền đế chương 801, tư đồ ngạo, đêm dần khuya, thành nội cũng bình tĩnh lại, nhưng tất cả mọi người không ngủ được, tối nay phát sinh sự tình nhiều lắm lục lân chết rồi, giang giật thân phận lộ ra ánh sáng, lôi kỳ viêm bại, đông hoàng đại lục gian tế đột hạ sát thủ, thần tứ bộ lạc người mạnh nhất xuất thủ. Nhất là cuối cùng lôi ra lão tộc trưởng kia chỉ một cái, để mọi người tâm linh thật lâu không thể bình phục, rất nhiều người đều nghe nói qua cái này thất tinh đạo văn, nhưng người nào cũng không có thấy tận mắt, như thế thần hồ kỳ kỹ trí cao đạo văn, thật là người có thể cảm mộ ra. Giang giật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đi theo tư đồ nhất tiếu bọn người trở về tư đồ trong đại viện, ngay tại tư đồ tiểu trúc bên cạnh, một bên khác thì là tư đồ nhất tiếu ở lại tòa thành, tư đồ ra trả lại Giang giật treo một cái thẻ bài, Giang bảo. Giang bảo tại tư đồ ra hậu viện, người bình thường là không có tư cách vào tới, mà lại coi như có thể trà trộn vào đến lại như thế nào trong hậu viện đều là tư đồ ra cường giả, càng có tư đồ ra ba cái lão ra hỏa tỏa chấn, đừng nói gian tế, coi như đông hoàng cửu đế gia lão cung phụng tới, cũng đừng nghĩ tổn thương giang giật. Lôi đình uy trước mặt mọi người để người của lôi ra không phải tìm giang giật phiền phức, lục ra cùng tứ đại gia tộc so sánh tổng hợp thế lực cùng quyền uy càng là kém xa, giang giật là tại sân quyết đấu giết chết lục lân, lục ra cũng không có khả năng quang minh chính đại tìm đến phiền phức, sở dĩ giang giật bọn người về sau ở tại tư đồ gia đại viện, xem như tuyệt đối an toàn. Giang bảo rất lớn, so trước kia ở lại áo phủ còn muốn lớn hơn rất nhiều, cũng chia bên ngoài lâu đài cùng nội bảo, Hoàng Phủ Đào Thiên để kia 10 tên nô lệ hộ vệ ở tại ngoại Việt, thay phiên phòng thủ, không có hắn cùng Giang Giật đồng ý coi như bất luận kẻ nào đều khác đừng bỏ vào đến, từ đồ ngạo tới cũng không được. Giang Giật đem tất cả mọi người theo đế cung bên trong phóng ra, cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ nói là cùng tư đồ ra nói tốt, về sau có thể tại cái này an tâm ở lại, sẽ không bao giờ lại gặp nguy hiểm. Đồng thời Giang Giật còn để Hoàng Phủ Đào Thiên suy nghĩ biện pháp đem chiến vô song cùng Vân Phỉ nhận lấy, trước kia để cho hai người đơn độc đi Lam Long Thành, là bởi vì đi theo đám bọn hắn rất nguy hiểm. Ở tại tư đồ trong đại viện tuyệt đối an toàn, nơi này nguyên khí tu luyện có thể tăng tốc gấp 10, hắn tự nhiên không muốn để cho hai người lẻ loi chơi trọi ở bên kia cư ngụ. Tiếp người là chuyện nhỏ, dùng hoàng phủ đào thiên năng lực tùy ý hạ cái mệnh lệnh liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại đem hai người tiếp đến, giang giật cũng không suy nghĩ nhiều, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt, hắn tiến gian phòng bên trong đi chữa thương. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Giang giật bị một đạo truyền âm đánh thức, Giang huynh đệ mau dậy đi, tư đồ ngạo tự thân lên cửa. Tư đồ ngạo, Giang giật có chút kinh ngạc, ám đạo tư đồ ra người gia chủ này hoàn toàn chính xác biết làm người, hắn vội vàng sửa sang lại áo quần một cái, bước nhanh đi ra ngoài cùng Hoàng Phủ Đào Thiên cùng nhau ra ngoài nghênh đón. Tư đồ ngạo tính toán niên kỳ hẳn là có hơn 50 tuổi, nhưng nhìn cùng 40 tuổi người đồng dạng, mặt trắng không dâu, một mặt như mộc xuân phong ý cười cùng tư đồ nhất tiếu đồng dạng, làm lòng người sinh hảo cảm, bên cạnh tư đồ nhất niệm hai huynh muội thì bồi bạn tả hiếu. Tư đồ ngạo nhìn chằm chằm Giang giật nhìn mấy lần, vuốt cằm nói, anh hùng suốt thiếu niên, Giang hiền chất đại danh, lão phu hơn hai năm trước liền nghe thấy, hôm nay mới dùng thấy một lần, quả nhiên không để cho lão phu thất vọng a. À. Cười một tiếng, về sau thêm cùng Giang hiền chất học một ít, người nếu có hắn một nửa năng lực, ta liền có thể yên tâm đi tư đồ ra giao cho ngươi. Tư đồ nhất tiếu chắp tay lại cười nói, Hải Nhi cùng Giang Huynh so sánh xác thực còn chênh lệch rất xa, nhất định ghi nhớ phụ thân giáo huấn. Tư đồ ngạo xoay chuyển ánh mắt Hoàng Phủ Đào Thiên nói, Đào Thiên, không phải bá phụ nói ngươi, người một nhà không có cách đêm thù, trên đời này cái kia phụ mẫu không yêu con của mình trong thân thể ngươi nói thế nào đều chảy xuôi Hoàng Phủ ra huyết, đây là không cách nào cải biến sự thật, ngươi nếu không đầy phụ thân ngươi, quay đầu đem hắn đuổi xuống ra chủ vị trí, ngươi thống soái Hoàng Phủ ra chính là. đương nhiên bá phụ người đây an tâm ở, coi như cả một đời ở tại nơi này, bá phụ cũng cầu còn không được. Ha ha, chỉ là hoàng phủ ra đều là một đám lão ngoan cố muốn tới làm gì dùng quay đầu ta thành lập một cái là được, bá phụ hảo ý, đào thiên tâm nhận. Hoàng phủ đào thiên thái độ coi như không tệ, hắn cùng giang giật cũng chân tâm là tư đồ ngạo khí độ chiết phục. Tư đồ ra trước kia tại tứ đại gia tộc là hàng chót, tư đồ ngạo lên đài về sau, thành lập phòng đấu giá, lôi kéo được không ít nhân tài, để tư đồ ra uy danh đại trấn, lực áp hoàng phủ ra cùng nam cung gia xếp hạng thứ hai tư đồ ngạo không thể bỏ qua công lao tư đồ ngạo mang theo mọi người đi vào tư đồ nhất thiếu lại vẫy tay một cái cách đó không xa đi tới 10 tên thị nữ dung mạo coi như không tệ đi theo tiến vào giang bảo về sau tư đồ ngạo rất tự nhiên ngồi lên chủ vị chỉ một cái 10 tên thị nữ nói giang hiền chất đào thiên cái này 10 tên thị nữ đều là hồn nô các ngươi thu nhập hồn ấn để các nàng phục thị các ngươi đi các ngươi an tâm tu luyện ở lại chính là có bất kỳ sự tình tìm cười một tiếng là được. Đa tạ tư đồ gia chủ, Giang giật nói lời cảm tạ, nhìn lướt qua đứng bên cạnh tiền vạn quán, cái sau ngầm hiểu, cười khổ hướng tư đồ ngạo cha con ba người thở dài nói, tư đồ gia chủ, cười một tiếng huynh, nhất nghiệm tiểu thư, không phải vạn quán nghĩ thay thế y phiêu phiêu đại sư, là lão đại buộc của ta, lừa gạt ba vị lâu như vậy, còn xin ba vị thứ tội. Ha ha ha, tư đồ ngạo khoát tay áo cười nói, vạn quán, ngươi cũng là nhân tài, thế mà ngay cả ta lão gia hỏa này cũng bị lừa gạt, bản thân cái này liền là một loại năng lực. Giang giật nhìn thấy tiền vạn quán trong mắt có chút ảm đạm, liền nhìn cũng không dám nhìn tư đồ nhất niệm nội tâm thở dài, hắn con người nhất chuyển, đột nhiên có một cái ý nghĩ, lên tiếng nói, tư đồ gia chủ, vạn quán hoàn toàn chính xác rất có năng lực, lúc 13 tuổi tại thiên tinh đại lục liền bắt đầu trưởng khống nhà bọn hắn thương hội, được vinh dự giới kinh doanh kỳ tài. Trước đó tại thiên lôi thành, ta khống chế tất cả dịch nô, cũng là vạn quán quản lý, như tư đồ gia chủ không chê có thể để vạn quán giúp tư đồ gia làm vài việc khác không dám nói kinh thương phương diện vạn quán tuyệt đối là nhân tài a à, tư đồ ngạo con mắt thoáng cái sáng lên bản thân hắn cũng là một cái giỏi về quản lý kinh doanh người thực lực tại tư đồ gia không tính rất mạnh nhưng quản lý kinh doanh tuyệt đối là nhất lưu nếu không tư đồ gia cũng sẽ không ở trong tay hắn thanh thế phóng đại hắn một mực thích khai quật bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ kinh doanh kỳ tài nhiều lần đặc biệt thu nhận tiền vạn quán là giang giật huynh đệ Thân phận kia càng là siêu nhiên, hắn chỉ là trầm tư một trận, tựu mở miệng nói: Vạn Quán đã có như thế năng lực, lão phu đương nhiên sẽ không buông tha. Như Vạn Quán chịu ra tay tương trợ, lão phu tuyệt đối dám ủy quyền. Chỉ cần có năng lực, tổng quản tư đổ ra hết thảy sản nghiệp đều không phải là vấn đề. A, à, Giang giật cùng tiền Vạn Quán Hoàng phủ Đào Thiên thân thể đồng thời chấn động, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng đầy mắt kinh ngạc. Tư đồ ngạo phách lực này cũng quá lớn, a à, tư đồ ra có bao nhiêu sản nghiệp khỏi cần phải nói tự một cái phòng đấu giá một ngày liền có thể kiếm bao nhiêu thiên thạch tư đồ ngạo dám buông tay cho một ngoại nhân tổng quản. Tiền vạn quán toàn thân thịt mỡ run lên, đôi mắt nhỏ bày ra đến dọa người, bản thân hắn tự đối với tu luyện những này không có hứng thú, duy nhất yêu thích liền là kinh thương, có tư đồ ra cái này bình đài cho hắn tùy ý thi triển, hắn bình thân sở học cũng hữu dụng võ chi địa. Trọng yếu nhất chính là hắn như trở thành tư đồ ra cao tầng, hắn sẽ có tư cách cưới tư đồ nhất nghiệp, như hắn tổng quản tư đồ ra sở hữu sản nghiệp, cho tư đồ ra kiếm lấy vô tận thiên thạch, tư đồ ngạo vì lung lạc hắn, đem rất có thể chiêu hắn làm con rể. Nghĩ đến chính mình trở thành tư đồ ra mấy số đầu nhân vật, cưới tư đồ nhất nghiệm cái này bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, tiền vạn quán kích động đến kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hắn vội vàng thật sâu thở dài, mang theo thanh âm nghẹn ngào, kiên định nói ra, đa tạ tư đồ bá phụ hậu ái, vạn quán dám không quên mình phục vụ mệnh. Ha ha ha, tư đồ ngạo đứng dậy tự mình đỡ dậy tiền vạn quán, Vỗ vỗ mở vai của hắn nói, Vạn quán hảo hảo làm, có bất kỳ sự tình trực tiếp thông báo tại ta, người trong gia tộc ai dám không phục ngươi, ngỗ nghịch mệnh lệnh của ngươi, ta đánh gãy chân hắn. Hoàng phủ Đào Thiên nhìn qua tư đồ ngạo tấm kia chân thành mặt, Lặng Yên giơ ngón tay cái lên, đem tiền vạn quán kéo vào tư đồ ra trận doanh, chẳng khác nào gián tiếp đem Giang giật cho cột vào một cỗ trên chiến xa, Giang giật người này trọng nhất cảm tình, về sau coi như không quy phụ vào tư đồ ra, khẳng định cũng thân như người một nhà chương 802, một bước sai, từng bước sai. Đêm hôm đó sự tình không gần như chỉ ở thần tứ bộ lạc đưa tới sóng to gió lớn, cũng rất nhanh bị tiềm phục tại tội đảo gian tế thông qua đưa tin mật trận truyền về Đông Hoàng Đại Lục, Đại Lục một mảnh xôn xao, giang giật cái tên này lại danh dương Đông Hoàng Đại Lục. Lôi ra lão tộc trưởng cuối cùng nói câu nói kia, cũng bị ẩn núp thương nhân truyền về Đại Lục, kia kinh thiên chỉ một cái lệnh làm rất nhiều người linh hồn chấn động. Thời gian đạo văn, kia là thần bí nhất đạo văn, đông hoàng lịch sử đại lục bên trên cũng chỉ có mấy người cảm mộ thành công. Lôi ra lão tộc trưởng cảm mộ một cái thất tinh đạo văn, phối hợp Cửu Long Chu Thần đại trận, chiến lực đoán chừng có thể cùng Cửu Đế gia tộc lão quái vật ngang hàng, thậm chí vượt qua. Cửu Long Chu Thần đại trận bất phá, tội đảo cùng vô tận biển sâu liên minh không tiêu tan, Cửu Đế gia tộc tự nhiên không dám đi tiến đánh tội đảo, trừ phi xuất hiện lần nữa một tên đạt tới huyền đế thực lực nghịch thiên cường giả, kia đoán chừng một chiêu liền có thể phá mất Cửu Long Chu Thần đại trận. Giang giật chiến lực tăng lên nhanh chóng cũng làm cho vô số lớn nhỏ gia tộc tử đệ cảm khái không thôi, năm đó còn là một cái tỉnh tỉnh mê mê đi ra thiên tinh đại lục thiếu niên, bị phi mã tộc thiên quân kém chút tiêu diệt. Chỉ là hơn 2 năm thời gian, lại có thể lực áp đeo hai kiện thông linh trí bảo lôi kỳ viêm. Giết lục gia công tử, không chỉ có không có việc gì, ngược lại đường hoàng tiến vào tư đồ đại Việt, trọng yếu nhất chính là hắn lại là y phiêu phiêu đại sư, rất có thể trở thành họa đế kỳ tài. Trên thực tế, Giang giật công bố thân phận, một cái khác mục đích cũng là vì gây nên oanh động, hắn muốn cho Y Phiêu Phiêu nghe nói sự tích của hắn, từ đó phái người liên hệ hắn. Cũng nghĩ để hắn Tô Như Tuyết biết rõ, hắn đang cố gắng để nàng không nên từ bỏ, trở lấy hắn giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục. Hắn thời gian ngắn không có cách nào hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục, coi như trở về, cũng tìm không thấy Dư Ôn cùng Y Phiêu Phiêu, cứu trở về Tô Như Tuyết, hắn chỉ có thể để cho mình cao điều, cứ việc dạng này rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng ở đây không tiếc.